Giờ mình bắt đầu hơi trễ ha. Bữa nay mình sẽ học phần đại cương kháng sinh. Đại cương kháng sinh. Còn cái bài thuốc ngừa thai thì ngày mai mình sẽ học chung với lại cái bài beta-lactam ha. Rồi, mình vô cái phần 1. Thì mình học phân loại các nhóm kháng sinh. Thôi giờ cô đi vô luôn nha. Thì các bạn biết kháng sinh là các chất có nguồn gốc sinh học hay là tổng hợp ha. Thì cái thuốc này nó sẽ tác động lên từng giai đoạn biến dưỡng của vi khuẩn để mà diệt vi khuẩn, thì tùy nhóm, có nhóm tác động lên cái giai đoạn này, có nhóm tác động lên cái giai đoạn khác. Các bạn nhìn vào cái hình ở trên này ha, thì cột nằm ngang là thời gian, cột đứng là nồng độ thuốc trong máu. Thì ở đây các bạn thấy có hai cái lằn chấm chấm ha, thì cái lằn chấm chấm phía trên đó là diễn tả cái nồng độ tối thiểu gây độc, còn cái lằn lằn chấm chấm phía dưới là nồng độ tối thiểu có hiệu quả. Thì khúc giữa của hai lằn này nè gọi là cửa sổ trị liệu ha, hoặc là giới hạn trị liệu. Thì khi mà thuốc nồng độ thuốc á, khi bạn uống thuốc vô thì nồng độ thuốc trong máu nó tăng dần dần lên, tăng đến lúc nào đó cái nó giảm 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 xuống, thì cái nồng độ thuốc nó phải nằm trong cái cửa sổ trị liệu thì nó mới chữa được bệnh. Nếu mà bạn uống cái thuốc mà liều cao quá thì nồng độ thuốc nó vượt lên trên giới hạn trên thì nó sẽ gây độc. Nhưng mà nếu mình uống cái thuốc mà cái liều thấp quá thì nồng độ thuốc nó thấp lè tè ở dưới đây, nó nằm dưới của cái giới hạn dưới luôn, thì lúc đó nó không có hiệu quả. Đối với kháng sinh đó thì bạn tưởng tượng mình sẽ đấu với một cái sinh vật sống, đấu với sinh vật sống, và cái sinh vật đó thì tất nhiên là nó sống thì nó sẽ không đứng yên cho mình đấu được, thành ra nó sẽ phản lại ha, nó sẽ phản lại. Thì lúc đó mình phải tăng tăng cái mức độ lên, giống như bình thường bạn đấu với một cái đối thủ mà nó yếu thì mình dùng cái vũ khí thô sơ thôi, nhưng mà khi mà cái đối thủ nó mạnh dần lên thì mình phải dùng những cái vũ khí nó hiện đại hơn. Thì cái vũ khí ở đây của mình đó chính là cái liều kháng sinh đó ha. Thì lúc đầu thì cái liều kháng sinh nồng độ ức chế tối thiểu thì có thể nó nằm ở phía dưới này, nhưng bạn tưởng tượng thì khi mà vi khuẩn nó sẽ phản ứng lại và theo thời gian nó sẽ đề kháng lên, thì lúc đó mình phải dùng một cái liều kháng sinh cao hơn để mà mình diệt nó. Thì cái nồng độ ức chế tối thiểu là cái lằn chấm chấm phía dưới nè, nó sẽ nhích lên dần, trong khi cái lằn chấm chấm phía trên là nồng độ tối thiểu gây độc thì mình đâu có nhích lên được. Thì bạn thấy cái cửa sổ trị liệu của mình càng ngày càng hẹp lại là do cái lằn phía dưới đó cứ đôn lên ha, là do vi khuẩn nó bắt đầu nó mạnh trở lên, thì lúc đó mình dùng cái liều thấp sẽ không có khống chế được nó. Rồi, mình qua cái phần mà phân loại các nhóm kháng sinh, thì cái cách phân loại mà đơn giản nhất và phổ biến nhất đó là dựa vào cái cấu tạo hóa học của thuốc. Thì khi các thuốc á, mà có cái cấu tạo hóa học giống giống nhau thì sẽ cho cái phổ tác dụng tương đương nhau. Thì ở đây mình sẽ có những cái nhóm thông thường ha, ví dụ như beta lactam nè, madrolic nè, silin, quinolon, amino glycosic, lancosamic, fenicon, samic và peptic. Thì ở đây là một số cái nhóm mà thông thường, thì ngoài ra nó còn một số nhóm khác nữa ha. Thì người ta dựa vào cái cấu tạo hóa học, thì những thuốc có cấu tạo gần gần giống nhau thì cho phổ tác dụng tương tự nhau và người ta xếp thành một nhóm. Ngoài ra người ta có thể xếp thành cái nhóm kháng sinh diệt khuẩn với kháng sinh kiềm khuẩn. Diệt khuẩn á, tức là khi mà kháng sinh mình dùng kháng sinh vào á, thì nó sẽ diệt vi khuẩn chết luôn. Còn kiềm khuẩn á, là khi mình sử dụng kháng sinh thì vi khuẩn nó chưa có chết, nó chỉ có ngừng phát triển, nó ngừng sinh sản thôi. Lúc đó thì cơ thể mình bắt đầu mới là chống lại vi khuẩn từ từ ha, tức là diệt là vi khuẩn chết luôn, còn kiềm á, là vi khuẩn nó chưa có chết, nó chỉ suy yếu, nó không sinh sản, không phát triển thôi, nó không có tác hại lên cơ thể mình nữa, nhưng mà lúc đó cơ thể mình phải phải phản lại ha. Rồi ở đây thì mình có hai nhóm nhóm diệt khuẩn là có beta lactam, aminosic và quinolone. Nhóm kiềm khuẩn thì mình có marulic nè, silin nè, fenicon, lancosamic và sulfamic, tất nhiên nó còn một số nhóm khác nữa ha. Ở đây mình chỉ xem một số cái nhóm mà thông thường mình gặp thôi. Thì bạn thấy là cái sự mà diệt khuẩn với kiềm khuẩn á, chỉ mang tính tương đối thôi. Tại bạn thấy là khi mình đấu với một kháng sinh, nó đấu với một cái đối thủ thì nó còn tùy thuộc cái đối thủ đó mạnh hay nhẹ nè, mạnh hay yếu nữa. Đối thủ mạnh thì có thể là nó sẽ đánh không có nổi hoặc là nó chỉ kiềm thôi, nhưng mà nếu gặp đối thủ nhẹ thì có thể nó diệt luôn ha, tức là tùy, nó chỉ tương đối thôi. Bạn thấy bình thường á, penicillin là thuộc diệt hay kiềm? Bình thường penicillin là trong cái nhóm beta lactam là nó là dạng diệt khuẩn,
Nhưng mà nếu mà đối với enterococci thì nó chỉ kiềm thôi. Còn ví dụ như bạn thấy cái fenicon, loranfenicon bình thường nó là kiềm, nhưng mà đối với con Haemophilus influenza thì lúc đó nó sẽ diệt luôn. Tức là tùy ha. Và bạn thấy cái sự mà phân diệt khuẩn với kiềm khuẩn cũng mang tính tương đối. Bạn thấy khi mà mình nuôi cấy mà mình xác định cái nào kiềm cái nào diệt á, là mình nuôi cấy ngoài bên phòng thí nghiệm, thì nó sẽ không thể nào giống được khi mà mình nhiễm cái con vi khuẩn vào bên trong cơ thể được. Tại vì bên trong cơ thể mà ngay cả người này với người kia nó cũng khác nhau nữa. Tại vì ngay cả những người mà bị nặng bị nhẹ ha, tức là cũng bệnh đó mà bị nặng bị nhẹ nó khác nhau. Rồi bạn thấy cái nồng độ thuốc mà khi mình uống thuốc vào trong cơ thể thì nồng độ thuốc trong máu nó cũng bắt đầu nó uống thấp, từ từ bạn thấy tăng lên rồi nó đi xuống, rồi nó bạn uống nữa cái nó tăng lên rồi đi xuống, rồi bạn uống cữ nữa tăng lên đi xuống, là nó cứ tăng lên đi xuống. Trong khi cái nồng độ thuốc mà tác động mà người ta nghiên cứu ở bên ngoài á, thì cái nồng độ thuốc nó ổn định theo thời gian vậy nè, nó cứ ổn định, thành ra bạn thấy cái nó cũng khác nhau rồi. Rồi một cái lý do thứ ba nữa đó là cái mật độ vi khuẩn khác nhau giữa nuôi cấy và cơ thể. Người ở nuôi cấy người ta nuôi cái mật độ bao nhiêu, nhưng mà khi bạn nhiễm vô cơ thể đã chắc gì mình nhiễm đúng cái mật độ đó đâu. Thành ra bạn thấy ngay cả người nhiễm bệnh, có người thì cái mật độ nhiều, có người mật độ ít nữa ha. Thành ra cái sự phân phân biệt diệt khuẩn với kiềm khuẩn thì nó tương đối thôi. Rồi có thể người ta phân theo một cách khác là kháng sinh phụ thuộc nồng độ, hậu kháng sinh dài. Thì ví dụ như là cái nhóm amino glycosid ha. Rồi một một nhóm khác đó là kháng sinh phụ thuộc thời gian, hậu kháng sinh ngắn, thì mình có penicillin, cephalosporin. Kháng sinh phụ thuộc thời gian mà hậu kháng sinh trung bình hoặc là dài, thì ở đây ví dụ như là vancomycin. Ở đây là những ví dụ thôi ha. Rồi bạn nhìn vô cái hình này, trục nằm ngang là thời gian, trục đứng là nồng độ thuốc trong máu. Thì bạn thấy cái lằn chấm chấm không, MAC, tức là nồng độ ức chế tối thiểu ha. Thì bạn thấy cái ngay cái lằn nè, khi mà mình uống thuốc vô, khi mình uống thuốc vô thì nồng độ thuốc nó tăng dần, tăng đến một lúc nào đó thì nó giảm xuống. Thì khi nồng độ thuốc nó nằm trên cái lằn chấm chấm này nè, lúc đó thuốc mới có tác dụng. Khi nồng độ thuốc nằm trên cái lằn chấm chấm thì thuốc mới có tác dụng, đúng không? Nhưng ở đây nó là cái dạng mà hậu kháng sinh dài, tức là bạn thấy ở cái nhánh bên nhì, cái nhánh bên phải nè, tức là khi mà cái nồng độ thuốc nó giảm xuống khỏi cái lằn chấm chấm luôn nhưng mà vẫn còn tác dụng, gọi là hậu kháng sinh, tức là theo bình thường thì nó đã hết tác dụng rồi nhưng mà nó vẫn còn tác dụng một thời gian nữa ha, thì gọi là kháng sinh phụ thuộc nồng độ, hậu kháng sinh dài. Phụ thuộc nồng độ tức là ở đây nồng độ nó phải cao, nồng độ nó cao ha, thì khi lúc đó nó nồng độ nó dưới MAC nhưng nó vẫn còn tác dụng một khoảng thời gian nữa. Thì bạn thấy nó ở cái nhóm này nè, thì mình nên dùng thuốc nồng độ cao mà ít lần trong ngày, hay là mình dùng cái thuốc mà dạng nồng độ thấp mà nhiều lần trong ngày. Ở đây là thuốc phụ thuộc nồng độ ha, thành ra lúc này mình nên sử dụng cái thuốc mà nồng độ cao, cái liều cao mà ít lần trong ngày thôi, ít lần trong ngày thôi, và cao bao nhiêu thì tùy thuốc, và ít lần là bao nhiêu thì cũng tùy thuốc ha, nhưng mà mình sẽ có khuynh hướng sử dụng nồng độ cao, thuốc liều cao và ít lần trong ngày ở những cái nhóm thuốc này. Rồi ngược lại ở cái nhóm mà phụ thuộc thời gian, hậu kháng sinh trung bình hay là ngắn, thì bạn thấy nè, ở ngay cái lằn MAC bạn thấy cái dấu mũi tên không, dấu mũi tên ha, thì phụ thuộc thời gian tức là mình phải tăng cái thời gian mà thuốc tiếp xúc với lại vi khuẩn, tức là bạn phải tăng cái do cái mũi tên này nè, càng dài càng tốt, càng nhiều càng tốt ha. Thì bạn tưởng tượng những ở những cái nhóm này nè, mình có cần dùng nồng độ cao ít lần hay là mình dùng nồng độ thấp mà nhiều lần. Ở cái nhóm này á, bạn thấy khi mà nồng độ thuốc á, bên cái nhánh thứ hai bên phải nè, khi nồng độ thuốc á, nó xuống dưới MIC thì lúc đó hậu kháng sinh của nó ngắn thôi, hoặc là trung bình thôi ha, ngắn hoặc trung bình thôi chứ nó không có được dài như cái nhóm hồi nãy. Thì ở cái nhóm này thì mình nên dùng cái liều vừa vừa thôi, không cần cao nhưng mà nhiều lần trong ngày, tại bạn thấy mỗi lần bạn dùng á, là bạn được một cái khoảng mũi tên, rồi nếu bạn dùng thêm một lần nữa thì bạn được thêm cái khoảng mũi tên thứ hai, dùng thêm lần nữa được khoảng mũi tên thứ ba, thì bạn cộng ba khoảng mũi tên lại, có phải là cái thời gian mà thuốc tiếp xúc với lại vi khuẩn nó nhiều không? Thành ra ở cái dạng này thì mình nên có khuynh hướng là mình dùng liều vừa thôi,
và nhiều lần trong ngày ha. Rồi cái sự phân biệt phụ thuộc nồng độ, phụ thuộc thời gian á, thì nó cũng tương đối rồi ha, tại vì nó phụ thuộc cái phân tử thuốc nữa, và không những phụ thuộc phân tử thuốc mà còn phụ thuộc vào vi khuẩn nữa, tức là tùy vi khuẩn nữa. Rồi tiếp theo mình đi qua cái phần cơ chế tác dụng ha. Bạn nhìn lên hình thì thấy đây là cái hình con vi khuẩn, thì bạn thấy cái màu tím bên ngoài đó là cái lớp, là cái thành tế bào vi khuẩn màu tím. Thì nếu nó là vi khuẩn nam dương thì nó sẽ gồm nhiều cái lớp peptidoglycan. Rồi bạn nhìn xuống bên dưới một cái lớp, một cái lằn mỏng màu vàng, bên trong cái lằn tím thì đó là màng tế bào ha, ADN với lại ribosome. Thì đây là bốn cái bộ phận quan trọng của vi khuẩn, và kháng sinh mình nó sẽ đánh vô bốn cái bộ phận này. Thì tùy nhóm, có nhóm đánh vô thành, có nhóm đánh vô màng, có nhóm đánh vô ADN, có nhóm đánh vô ribosome. Thì đây là bốn bộ phận, đố bốn cái phần quan trọng, và kháng sinh mình đánh vô bốn cái phần này. Cơ chế thì mình hồi nãy cô nói bốn nhóm ha, là ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn nè, ức chế chức năng màng tế bào vi khuẩn nè, ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn, và ức chế tổng hợp axit nucleic của vi khuẩn. Mình đi cái nhóm đầu tiên đó là ức chế sinh tổng hợp thành tế bào vi khuẩn, thì ở đây mình sẽ có cái beta lactam, vancomycin và fosfomycin. Thì cái nhóm này nó sẽ ngăn cản sinh tổng hợp lớp peptidoglycan nên vách không được hình thành, và cái nhóm đánh lên thành đó là nó tác dụng khi mà vi khuẩn đang sinh sản, tức là nói cho dễ hiểu giống như vi khuẩn đang trong giai đoạn bào thai á, thì các cơ quan bắt đầu hình thành đó ha, thì cái lớp peptidoglycan nó cũng bắt đầu hình thành, thì mình đánh vô ngay cái giai đoạn nó đang hình thành nè thì nó mới có tác dụng. Còn nếu nó vi khuẩn nó đã sinh ra bình thường rồi, nó đã hình thành cái lớp này rồi á, thì mình có dùng kháng sinh thì nó vẫn không có tác dụng ha. Tức là cái nhóm này nó phải đánh vô trong giai đoạn vi khuẩn đang sinh sản mới được. Cái nhóm cơ chế thứ hai đó là gây rối loạn chức năng màng bào tương, thì ở đây mình có polymycin, daptomycin. Thì bạn nhớ cái màng màng tế bào vi khuẩn á, sẽ nó có tính thấm chọn lọc, tức là nó cho ion nào đi vô, ion nào đi ra là nó có quy định sẵn. Thì bây giờ cái nhóm kháng sinh này nó sẽ đánh vô cái màng, nó làm mất cái tính thấm chọn lọc của màng, tức là nó sẽ cho ion vô lộn xộn, ion ra lộn xộn hết. Thì bạn thấy nếu mà trong cơ thể vi khuẩn mà những ion nó bị rối loạn á, thì vi khuẩn nó cũng đâu có sống được, đúng không? Thì đây là cái nhóm kháng sinh mà diệt khuẩn luôn ha. Tức là nếu mà vi khuẩn nào có cái màng là nó đánh hết, nó không phân biệt vi khuẩn đang tăng trưởng hay là đang không hay là không tăng trưởng, là nó cứ đánh hết. Rồi một cái cơ chế thứ ba nữa là ức chế sinh tổng hợp protein. Thì bạn nhớ ribosome không? Nó có 30S, tiểu đơn vị 30S với 50S ha. Thì nếu mà đánh vào cái 30S thì mình có cái nhóm aminolycosid xilin. Nếu mà đánh vào 50S thì mình có madrolic nè, phenicol nè, lancosamic. Thì bạn tưởng tượng nếu mà cái phân tử protein không được hình thành, hoặc là nếu mà được tổng hợp nhưng mà cái hoạt tính sinh học nó không có đúng á, thì nó cũng làm trì trệ quá trình sinh trưởng và phát triển, từ đó vi khuẩn nó cũng chết thôi ha. Rồi cái nhóm thứ tư là ức chế sinh tổng hợp axit nucleic. Thì bạn nhớ là cái ADN mẹ mà muốn tạo ADN con á, thì đầu tiên nó phải duỗi xoắn ADN bình thường nó xoắn lại. Thì đầu tiên nó phải duỗi xoắn ra. Nó duỗi xoắn ra sau đó mới tách hai cái sợi ra, nhớ không? Thì quinolone nó sẽ đánh vô giai đoạn đầu. Đoạn đầu tức là nó đánh vào cái cGAS nè. cGAS là nó làm cho cái ADN nó không được duỗi ra, nó không được mở xoắn ra, tức là nó phải duỗi ra thì mới bắt đầu qua giai đoạn 2. Còn này cái quinolone đánh ngay giai đoạn đầu, đánh ngay cái enzyme này, nó làm cho ADN không mở được vòng xoắn luôn. Thành ra nó những cái bước tiếp theo nó cũng không diễn ra được. Rồi đến giai đoạn 2 á, là nếu mà ADN nó mở ra được, nó duỗi ra được rồi, thì nó muốn mở ra thì nó phải nhờ cái enzyme là ARN polymerase, nó mới tách hai cái chuỗi nó ra được. Nhưng mà lúc này thì rifampicin nó sẽ đánh vô giai đoạn 2 ha, là nó ngăn cản tổng hợp ARN ha, bằng cách đó là nó gắn vô cái enzyme, nó ngăn cản cái enzyme này, do đó lúc đó cái ADN hai chuỗi nó sẽ không tách ra được. Rồi một cái cơ chế nữa, bạn thấy nếu mà vi khuẩn á, nó tạo ADN á,
thì nó sẽ dùng sử dụng cái nguyên liệu là axit para-aminobenzoic, rồi qua nhiều giai đoạn ha thì nó tạo ADN. Ví dụ đầu tiên nó tạo ra dihydrofolic acid nè, sau đó nó tạo ra tetrahydrofolic acid ha, rồi tạo ra ADN. Thì ở đây cái sulfamic á, kháng sinh sulfamic á, nó sẽ có cái cấu tạo với lại cái kích thước nó tương tự với lại cái para-aminobenzoic acid ha, người ta gọi là BABA ha. Thì bạn tưởng tượng nếu mà cái kích thước nó giống giống nhau, cái cấu tạo nó cũng giống giống nhau, thì thay vì vi khuẩn nó lấy cái acid para-aminobenzoic thì lúc đó nó lấy lộn qua sulfamic. Thì khi nó lấy sulfamic thì làm sao có nguyên một cái chuỗi phía sau để tạo ADN được. Thành ra khi mà mình dùng sulfamic thì vi khuẩn nó lấy lộn nguyên liệu ban đầu, thành ra nó cũng không tạo được ADN. Ngăn cản tạo ADN ha, sulfamic đối kháng tương tranh với lại acid para-aminobenzoic ha. Ở đây là cái hình để mấy bạn dễ hình dung thôi. Ví dụ như một đoạn gen, bạn thấy ARN polymerase không? Nhờ cái enzyme này nó mới tách ra ha, nó tách hai cái chuỗi ra. Cái này bạn tự xem ha. Cái hình này, đây là cái hình hệ thống lại. Bạn xem cho kỹ cái hình này ha. Bạn nhìn thấy bên trái, góc bên trái phía trên, nó là đánh vô thành. Thì ở đây mình sẽ có nhóm beta-lactam và nhóm vancomycin. Beta lactam thì trong đây nó có bốn cái nhóm nhỏ ha, là penicillin, cephalosporin, carbapenem với lại monolactam. Thì ở đây thì bạn chỉ nhớ hai cái nhóm lớn là beta lactam với vancomycin, còn bốn nhóm nhỏ thì qua ngày mai mình học cụ thể vô thì bạn tự động bấm để nhớ cái tên thôi. Rồi một cái cơ chế nữa đó là cái đánh vô hành, đánh vô màng tế bào. Bạn thấy là bên trái mà góc phía dưới ha, đánh vô màng tế bào thì mình có polymycin. Rồi cái thứ ba là bạn nhìn qua bên phải mà góc bên ở dưới là đánh vô cái tổng hợp protein. Bạn thấy cái ribosome không, tiểu đơn vị 50S với lại 30S ha. Nếu mà đánh vô 30S thì mình có tetracycline aminoglycosid, 50S thì bạn có manolic nè, phenicol hồi nãy không có kể ha. Bạn nhớ thêm cái linezolid cũng được, là cái thuốc mới sau này, mới sau này ha. Rồi bạn thấy đánh vô cái sự tổng hợp acid nucleic ha, là cái cơ chế thứ tư phía trên mà bên phải. Đầu tiên bạn thấy cái đánh vào tổng hợp folate không, từ BABA nè, rồi chuyển qua cái dihydrofolic nè acid, chuyển qua tetrahydrofolic acid ha. Thì cái sulfamic nó đánh vô giai đoạn đầu, fimetoprim đánh vô đoạn sau, nhưng mà ở đây cô chỉ giới thiệu thôi ha. Rồi tiếp theo bạn nhìn qua bên này, bạn thấy cái chuỗi ADN không, thì kinolon nó sẽ đánh vô cái giras là nó ngăn không cho cái ADN nó duỗi xoắn ra, và cái rifampicin nó đánh vô đoạn sau, tức là nó sẽ không cho tách cái chuỗi đó ra, đánh vô cái ADN polymerase không cho tách cái chuỗi đó ra. Rồi ở đây bạn nhớ mấy cái này ha, ví dụ như hỏi là trong các kháng sinh sau đây thì cái thuốc nào đánh vô thành tế bào, kể ra ABCD đó, bạn chọn được không? Bạn nhớ nha, thành thì nó có beta lactam nè. Thì lúc đó bạn nhớ bốn cái nhóm nhỏ vô trong ha, vancomycin nè, màng thì có polymycin, tổng hợp protein nếu mà 30S á, thì mình có tetracycline aminoglycosid, 50S thì có marolic, phenicol ha, đó, những cái nhóm mà hay gặp. Còn đánh vô tổng hợp acid nucleic thì nó, bạn thấy là có sulfamic nè, kinolon nè, rifampicin thì mình ít gặp nên mình cứ nhớ thôi. Rồi, bạn thấy là vi khuẩn á, nó là một sinh vật sống, thành ra khi nãy của nó là mình đánh vô nó thì nó sẽ không có đứng yên, nó sẽ chống chọi lại, hay chống chọi lại và nó sẽ đề kháng lại để nó chống lại với thuốc. Bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh vài ngày mà thấy không có đỡ đó, thì nhiều người cứ nghĩ là chắc thuốc này nó bị đề kháng rồi, thành ra thôi đổi thuốc khác đi. Nhưng mà thật ra đó, ở đây thì mình sẽ có hai cái khái niệm: đề kháng giả và đề kháng thật. Đề kháng thật thì đúng là phải đổi thật rồi, nhưng mà đề kháng giả đó tức là kháng sinh chưa có đề kháng, mà do mình đánh giá sự việc không có đúng, đánh giá sự việc không có đúng, thành ra mình cứ tưởng nó đề kháng, thành gọi là đề kháng giả. Tức là trong trường hợp đề kháng giả này tức là kháng sinh chưa có đề kháng nha. Còn đề kháng thật thì đúng là thật rồi, thành ra phải đổi ha. Thì mình đi vô cái phần đề kháng giả trước. Thì bạn thấy nè, kháng sinh nó đánh với lại vi khuẩn, đúng không? Và nó đánh trong môi trường là cơ thể người bệnh.
Thành ra đối với một đánh giá tác dụng kháng sinh thì mình phải dựa vào ba yếu tố: kháng sinh, vi khuẩn và người bệnh. Đề kháng giả có thể do một yếu tố gây ra, hoặc có thể do hai yếu tố, hoặc do cả ba yếu tố gây ra. Tức là khi mà mình thấy dùng thuốc mà không có hiệu quả thì mình phải xem xét cẩn thận coi có thể đề kháng giả không. Còn nếu đề kháng thật thì mình đổi, còn đề kháng giả thì mình phải xem lại ha. Rồi, đầu tiên mình vô cái phần đề kháng giả do kháng sinh. Tức là có thể mình lựa chọn kháng sinh không đúng với tác nhân gây bệnh. Thì bạn cũng biết là mỗi kháng sinh nó có một cái phổ tác động riêng. Tức là cái kháng sinh A thì nó chỉ đánh được những cái con nào đó thôi. Kháng sinh B đánh những cái con khác, kháng sinh C đánh con khác. Thì bây giờ ví dụ bạn nhiễm cái con mà nó không nằm trong cái phổ của kháng sinh bạn lựa. Ví dụ bạn dùng cái kháng sinh mà nó không bao được cái con đó. Tức là lúc đó bạn cứ nghĩ là kháng sinh đề kháng rồi, nhưng thật ra không phải. Kháng sinh nó vẫn tốt bình thường mà bạn lựa sai kháng sinh rồi. Lựa sai kháng sinh rồi ha, thì lúc đó mình đổi kháng sinh khác cho nó đúng với lại cái con vi khuẩn mình đang nhiễm. Rồi các một trường hợp nữa là do cách sử dụng không phù hợp về liều lượng, đường dùng, khoảng cách giữa các lần dùng. Thì không phù hợp về liều lượng thì bạn thấy hồi nãy trên cái hình lúc đầu á, bạn thấy là nồng độ thuốc trong máu á nó phải nằm trong cái giới hạn trị liệu hay là cửa sổ trị liệu, tức là cái khoảng mà giữa hai cái lằn chấm chấm á thì mới có tác dụng. Nếu mà bạn dùng cái liều nó thấp quá, thuốc nồng độ thuốc nó lè tè ở dưới nè, nó chưa có tới được cái giới hạn, cái giới hạn mà ức chế tối thiểu nữa thì nó đâu có tác dụng. Thành ra nhiều khi mình cứ tưởng là thuốc này là bị đề kháng rồi, nhưng thật ra là do mình dùng sai, mình dùng chưa có đủ liều ha. Hoặc là do mình dùng cái đường dùng không phù hợp. Đường dùng không phù hợp, thí dụ như là nó là thuốc tiêm hay thuốc uống hay dùng ngoài hay gì đó ha, mình dùng không có phù hợp. Ví dụ như là một số thuốc mà dùng đường uống thì nó sẽ bị phân hủy, thì bắt buộc phải dùng đường tiêm, hay là có thể thuốc dùng ngoài da hay gì đó, là do mình dùng sai. Bạn biết nhìn nghe thấy đơn giản vậy chứ thật ra bạn biết có những cái viên thuốc đặc á ha, thuốc đặc phụ khoa đó, là cái viên mà đặc á thì nhiều người không biết, lúc mà giống bác sĩ kê toa mà không có dặn kỹ, hoặc là cái người phát thuốc không có dặn kỹ thì họ thấy cái viên thì họ uống thôi, tức là họ dùng đường dùng sai ha. Rồi hoặc là trường hợp kháng sinh khoảng cách giữa các lần dùng, tức là ví dụ cái thuốc đó bạn phải uống 3 lần trong một ngày, tức là khoảng cách liều có phải là 8 giờ không. Bây giờ nếu mà mình dùng, có những người dùng sai, dùng ngày 2 lần thôi, mình thấy đỡ bệnh rồi hay gì đó, thì dùng 2 lần hay lận lần thôi, thì lúc đó cái khoảng cách liều giữa các lần dùng nó xa ra thì bạn thấy là cái nồng độ thuốc trong máu nó cũng không đủ, nó tăng lên rồi nó phải giảm xuống, thì bạn phải uống liền, uống thì nó mới tăng lên lại. Bây giờ không uống thì nó cứ lè tè ở dưới hoài, cho đến tối mới uống lần nữa lên, thì bạn thấy có khúc giữa nè, nồng độ thuốc nó rất là thấp ha, thì nó vẫn không đủ tác dụng. Thì lúc đó mình cứ tưởng là đề kháng, nhưng thật ra là do mình dùng sai. Hoặc là trường hợp kháng sinh bị kém chất lượng, mất hoạt tính ha, là trong quá trình mà bảo quản hoặc là phân phối hoặc là di chuyển gì đó, thì bảo quản kháng sinh không tốt thì làm kém mất chất lượng của kháng sinh mà mất hoạt tính. Hoặc là trường hợp mà thuốc giả nữa ha. Rồi, có thể đề kháng giả cho người bệnh. Thì bạn thấy ở những cái trường hợp mà kiềm khuẩn á, tức là vi khuẩn nó chưa có chết, dùng kháng sinh là vi khuẩn chưa chết, thì lúc đó cơ thể mình nó phải chống chọi tiếp. Thì nếu những người mà có hệ thống miễn dịch suy giảm á, thì lúc đó đâu có chống chọi tiếp được, thành ra mình không có diệt được vi khuẩn chết. Thành ra lúc đó mình thấy bệnh thì nó cứ vậy hoài, nó không có đỡ thêm được cái gì hết trơn. Thì lúc đó mình cứ nghĩ là chắc kháng sinh đề kháng rồi ha, nhưng thật ra là do cơ thể người bệnh. Hoặc trường hợp cái vị trí ổ nhiễm khuẩn hạn chế kháng sinh khuếch tán vào, ví dụ bạn tưởng tượng là giống như một cái vết thương đi, nó có mủ, có máu, có nhầy nhớt á, thì khi bạn dùng kháng sinh á, mà đường mà toàn thân á, thì lúc đó nồng độ thuốc trong máu phải đúng không, thì nó máu thuốc nó theo máu nó chạy đến cái chỗ vết thương đó, nó sẽ vô bên vết thương và nó diệt khuẩn. Nhưng mà nếu vết thương nó bị mủ nhiều quá, nhầy nhớt nhiều quá, thì lúc đó cái thuốc nó không có vào được trong cái ổ nhiễm khuẩn. Do đó mình cứ tưởng là thuốc không có tác dụng, giống như uống kháng sinh mấy ngày rồi mà thấy vết thương nó cứ mủ hoài, nó không có đỡ, thì lúc đó mình phải làm sạch cái ổ nhiễm khuẩn, mình tạo điều kiện cho thuốc đi vào mới được. Chứ mình cứ tưởng là do thuốc, chứ không phải, do thuốc nó không có thấm vào được bên trong cái ổ nhiễm khuẩn. Đó là đề kháng giả ha. Bạn thấy đề kháng giả do vi khuẩn nè, do thuốc ha, và do người bệnh. Rồi, do vi khuẩn
thì có thể vi khuẩn đang ở trạng thái nghỉ, không dâng lên, không chuyển hóa nên không chịu tác động của kháng sinh. Là ở trường hợp mà kháng sinh nó đánh lên những cái quá trình sinh sản của vi khuẩn đó ha, cái nhóm đánh lên quá trình sinh sản vi khuẩn, mà giờ vi khuẩn nó đang ở trạng thái nghỉ, nó không có sinh sản rồi sao mà đánh được, do vi khuẩn. Rồi giờ mình qua cái đề kháng thật. Đề kháng thật nó cũng có 3 trường hợp. Thứ nhất là đề kháng tự nhiên, tức là trời sanh ra nó như vậy rồi ha, là do hệ gen tự nhiên của vi khuẩn. Ví dụ như E. coli nó kháng vancomycin, do cái phân tử vancomycin này nó lớn quá, nó không vào trong vi khuẩn vậy thôi, tức là kháng tự nhiên. Thì ở trường hợp này khi mình dùng á, thì mình né cái kháng sinh này ra, mình dùng cái thuốc khác ha, mình không có lựa cái thằng này. Rồi cái này bạn coi tiếp ha, với những cái ví dụ, hai ví dụ kia này bạn xem thôi chứ không cần học thuộc cái ví dụ đâu, cái này coi cho bạn hiểu thôi. Đề kháng do thu nhận thì ở đây mình sẽ có hai trường hợp là đề kháng theo chiều dọc và đề kháng theo chiều ngang. Đề kháng theo chiều dọc á, tức là vi khuẩn nó có đột biến gen, nó đột biến cái gen mà đề kháng thuốc, sau đó nó truyền cho thế hệ tiếp theo, gọi là đề kháng theo chiều dọc ha. Nó truyền cái gen đột biến cho thế hệ tiếp theo. Còn trường hợp đề kháng theo chiều ngang á, tức là một cái con vi khuẩn mà nó có mang được cái gen đề kháng, khi mà nó ở gần những con vi khuẩn khác thì có thể nó truyền qua cho những con khác, truyền qua những con khác cái gen đề kháng đó, gọi là truyền qua thông qua plasmid ha, là đề kháng theo chiều ngang. Rồi một cái dạng đề kháng thật nữa, đó là đề kháng do đột biến gen, thì cái trường hợp này ít xảy ra. Có thể xảy ra khi không có kháng sinh, tức là muốn đột biến thì đột biến thôi, có hay không có kháng sinh gì thì nó cứ đột biến thôi, và nó mang tính tự phát. Rồi ở đây bạn nhớ lại nha, đề kháng thì có giả và thật. Giả thì cũng có 3 trường hợp, cũng có 3 lý do ha, do thuốc nè, do người, do vi khuẩn, đúng không? Đề kháng thật thì cũng có 3 lý do, 3 trường hợp. Một là thật là đề kháng tự nhiên. Hai là đề kháng thu nhận. Thu nhận thì có theo chiều dọc, theo chiều ngang. Và ba là đột biến gen. Thì ở cái phần đề kháng này bạn không cần học thuộc, nhưng mà bạn coi là bạn thấy nó hợp lý rồi, bạn coi là bạn biết nó hợp lý hay không liền. Ví dụ như trong trường hợp này, ví dụ như hỏi là trong những cái trường hợp sau đây, trường hợp nào là đề kháng thật, thì A là cái gì gì đó, B là gì đó, C là D là đó. Thì lúc mà bạn chọn được cái nào, thì lúc trong đó chắc chắn sẽ có 3 cái giả và một cái thật. Thì bạn chọn được một cái thật không? Thì cái phần này bạn không cần học thuộc, mà coi hiểu là được rồi, hiểu là đánh được rồi ha. Rồi bây giờ mình tiếp theo, mình qua cái phần cơ chế đề kháng. Thì bạn biết vi khuẩn nó sẽ chống chọi lại bằng cách nào? Đầu tiên là nó sẽ, cách đơn giản nhất là nó biến đổi cái vách tế bào cho kháng sinh không đi vào được. Kháng sinh không đi vào được thì làm sao mà tác dụng được, đúng không? Thì lúc đó kháng sinh mà muốn tác dụng thì phải xâm nhập được vào trong vi khuẩn. Rồi vi khuẩn nó có thể đề kháng bằng cách nó tạo những cái enzyme, nó tạo những cái bơm, nó bơm kháng sinh trở ra. Tức là kháng sinh vào trong vi khuẩn được rồi, nhưng mà nó bị đẩy ra ngoài trở lại. Thì mặc dù là cái lượng kháng sinh bị đẩy ra ngoài á, nó không tuyệt đối, tức là nó vào 10 phần thì nó đẩy ra không có đến 10 phần đâu, đẩy một phần nào đó thôi, 4, 5 phần, 6, 7 phần gì thôi. Nhưng mà cái lượng còn lại, cái lượng kháng sinh còn lại trong vi khuẩn á, nó ít quá, nó không đủ để tác dụng. Thì trong trường hợp này kháng sinh mà muốn tác dụng thì phải tồn tại được bên trong vi khuẩn, tức là đừng để đẩy ra. Rồi thứ ba là vi khuẩn có thể đề kháng bằng cách nó tiết những cái enzyme để nó phá hủy kháng sinh luôn. Thì trong trường hợp này thuốc phải làm sao không bị phá hủy bởi những enzyme này thì mới tác dụng được. Rồi một cách đề kháng nữa, đó là bạn biết khi mà kháng sinh vào trong vi khuẩn đó, nó phải có những cái điểm đích nó gắn vô thì nó mới thể hiện tác dụng được. Còn vi khuẩn sẽ đề kháng bằng cách nó bỏ cái điểm đích đó luôn, hoặc là nó thay cái điểm khác, hoặc nó biến đổi gì đó để cho kháng sinh có vào được rồi á, không bị ra, nó ở yên chỗ đó rồi, nhưng mà cũng kiếm chạy vòng vòng không có gắn được vô cái điểm đích thì làm sao thể hiện được tác dụng. Đó là cái cách mà vi khuẩn nó sẽ đề kháng. Rồi mình đi vào đầu tiên ha, là vi khuẩn tạo enzyme phân hủy kháng sinh. Thì đây là cái dạng đề kháng thường gặp nhất ha, là vi khuẩn nó tạo những cái enzyme. Ví dụ như là con tụ cầu vàng nó tạo beta lactamase ha, phá hủy beta lactam. Này là ví dụ thôi, bạn không cần học thuộc, bạn coi để hiểu thôi, chứ không ai hỏi bạn cái ví dụ làm gì.
Bạn nhớ đây là cái dạng mà đề kháng thường gặp nhất ha. Rồi một dạng đó là vi khuẩn thay đổi điểm tác động của kháng sinh ha. Kháng sinh không gắn vào điểm đích thì không thể hiện được tác dụng. Đó, ví dụ ha, ví dụ như là thay đổi protein trên 50S của aminosid này ha, hoặc thay đổi cái điểm gắn BBB của cái thằng penicillin, thì lúc này là kháng sinh có vô được rồi nhưng mà nó chạy vòng vòng, nó cũng không có điểm nào nó gắn vô hết, nó không tác dụng được. Rồi một cách nữa là giảm tính thấm thành vi khuẩn, tức là nó sẽ không cho vi khuẩn đi vào ha. Đề kháng làm giảm sức hút, tăng lực đẩy kháng sinh ra khỏi vi khuẩn, tức là nó sẽ không cho kháng sinh vào, mà nếu kháng sinh vào rồi thì nó cũng đẩy trở ra, do đó nồng độ thuốc mà còn lại trong vi khuẩn thì nó ít quá, nó không đủ để tác dụng ha. Hoặc là thay đổi kiểu biến dưỡng. Bạn nhớ hồi nãy Sibamic á, nó đối kháng tương tranh với lại axit 3-3 aminobenzoic không, để nó ngăn tạo thành ADN của vi khuẩn, thì lúc này á vi khuẩn nó sẽ đề kháng bằng cách nó tạo ADN, không cần lấy, nó không đi bằng con đường đó, nó đi bằng cái con đường khác luôn, tức là nó không cần cái nguyên liệu là axit 3-3 aminobenzoic nữa, nó đi bằng con đường khác nó tạo, nó nhưng mà nó vẫn tạo được ADN, thì lúc đó Sibamic của mình á cũng hết tác dụng luôn, đã đi con đường khác rồi ha. Thay đổi kiểu biến dưỡng khác, không bị kháng sinh ức chế. Rồi bạn thấy là cái sự đề kháng của vi khuẩn á không phải là nó chỉ đề kháng một cơ chế, có thể nó đề kháng nhiều cơ chế khác nhau luôn. Đây là ví dụ ha, trực khuẩn gram âm thì đề kháng beta lactam, có thể là do sản sinh cái men nè ha, thay đổi điểm đích nè ha, nó giảm tính thấm nè, tạo cái hệ bơm đẩy đẩy ra luôn, tức là có thể nó đề kháng bằng nhiều cách luôn. Rồi bạn nhìn lên cái hình này ha, những cái cục đỏ đỏ tròn tròn đó là kháng sinh, còn đây là tế bào vi khuẩn. Thì bạn thấy ở bên phía trên và bên phải á, bạn thấy cái thành tế bào vi khuẩn mà ở tô vàng vàng không, rồi cái cục kháng sinh nó bị dội ngược trở ra đó, tức là cái vi khuẩn này nó biến đổi cái thành, nó làm cho kháng sinh không đi vào trong vi khuẩn được. Rồi bạn thấy tiếp theo là nó biến đổi điểm đích ha, tức là người ta dễ vẽ cho dễ hình dung thôi, tức là ví dụ như cái điểm đích bạn bình thường nó hình tròn, và bây giờ nó biến đổi thành cái hình nhọn, thì lúc đó kháng sinh không gắn vô được, nó dễ, rất là dễ tưởng tượng. Rồi tiếp theo nó là tạo những cái bơm đẩy đẩy ra, tức là những cục kháng sinh là màu đỏ nè, đi vào được nhưng mà bị bơm đẩy ngược trở ra, hoặc là nó làm mất hoạt tính của kháng sinh ha, nó tạo ra những cái chất gì đó mà mất hoạt tính kháng sinh luôn. Rồi theo bạn thì vì sao mà có sự đề kháng kháng sinh? Bạn thấy là trong cái ngành y tế mình á, sử dụng kháng sinh rất là nhiều ha. Và không những trong y tế mà trong nông nghiệp nữa, tức là những người ta nuôi tôm, nuôi cá này kia thì người ta cũng xài kháng sinh rất là nhiều. Người ta nghĩ là cái kháng sinh đó là cho động vật thôi chứ không có ảnh hưởng đến người. Nhưng thật ra là khi mà cho động vật dùng á, thì thứ nhất là nó phải tích tụ trong cơ thể những cái con đó. Thành ra đến lúc mà người mình ăn vô thì nó cũng vào trong người cơ thể mình ha. Hoặc là có thể cái kháng sinh, cái lượng kháng sinh dư thừa nó thải ra ngoài môi trường, không có tốt. Một cái lý do nữa bạn thấy là ở nước ngoài đó, kháng sinh đó là phải mua thuốc theo toa bác sĩ, tức là phải có toa thì nhà thuốc mới bán. Còn ở bên Việt Nam mình nó là không có quản lý như vậy được. Thành ra bạn ra nhà thuốc bạn chỉ cần khai bệnh là ho, cảm, sổ mũi hay gì đó, vì là những cái người bán nhà thuốc có thể đã bán bạn kháng sinh luôn rồi, nhiều khi nó không cần thiết ha. Hoặc là nhiều khi họ bán quá tay nữa. Thì bạn thấy do sự lạm dụng kháng sinh ở trong cộng đồng rất là nhiều, rất là nhiều. Thành ra cái sự đề kháng, cái bị đề kháng kháng sinh của Việt Nam mình rất là cao luôn. Ngoài ra một cái nguyên nhân mà đề kháng nữa đó, bạn thấy là do số lượng những bệnh nhân mà trong bệnh viện mình á, những bệnh viện nhà nước á, rất là đông, đông mà chật chội, mà vừa bệnh nhân mà vừa người nhà nữa, ngồi san sát nhau. Thì bạn thấy nếu mà ở gần gần nhau thì chỉ cần một người mà bị nhiễm cái con vi khuẩn mà mang cái gen đề kháng thôi thì nó sẽ dễ dàng lây cho cái người khác ha. Là do cái số lượng bệnh mình nó quá đông, cái mật độ quá đông trong bệnh viện. Rồi vi khuẩn từ cộng đồng tăng đề kháng ha. Thì nãy cô nói là do mình sử dụng các nhà thuốc á, bán kháng sinh rất là không, nhiều khi không kiểm soát được luôn á. Rồi một lý do nữa đó là do cái sự kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hành cách ly, sự tuân thủ chưa có hiệu quả, nó cũng góp cái phần gây nguyên nhân gây đề kháng kháng sinh.
tăng sử dụng kháng sinh dự phòng. Thì bạn biết cái kháng sinh dự phòng này nè, là tức là dự phòng phẫu thuật đó ha, tức là khi mà có một cái cuộc mổ thì sẽ có nguy cơ nhiễm khuẩn, do đó người ta dùng kháng sinh để mà dự phòng cái nhiễm khuẩn mà người ta dự đoán có thể xảy ra ha. Thì lúc đó người ta tăng sử dụng kháng sinh dự phòng, thì theo quy định là dự phòng là xài trong một thời gian ngắn thôi, do đó nhưng mà bác sĩ mình thì sợ thời gian ngắn sợ chưa đủ, thành ra sử dụng dài, thành đó là nhiều khi nó cũng góp phần tăng đề kháng. Rồi tăng điều trị kháng sinh cho nhiều loại vi khuẩn theo kinh nghiệm. Theo kinh nghiệm tức là lúc này là chưa có kết quả kháng sinh đồ, tức là nếu đúng ra đó là khi bệnh nhân đi vào nhiễm khuẩn đi vào mà bác sĩ nghi là nhiễm khuẩn á, thì sẽ làm kháng sinh đồ. Thì khi mà làm kháng sinh đồ phải là lấy cái mẫu trước khi dùng kháng sinh nha, trước khi dùng cái liều kháng sinh đầu tiên là mình phải cho làm, mình phải lấy mẫu để mà làm kháng sinh đồ rồi. Tại vì bạn biết khi mà bạn cho uống kháng sinh rồi bạn mới làm kháng sinh đồ á, thì lúc đó nhiều khi bạn lấy cái mẫu nó không còn chính xác nữa, bạn dùng kháng sinh rồi thì lấy cái mẫu nó đâu còn chính xác nữa, đúng không? Thì trong cái trường hợp này á, thì lúc đó theo kinh nghiệm tức là bác sĩ chỉ nghi thôi, nghi bệnh nhân nhiễm khuẩn cái vị trí cái cơ quan này là có thể là nhiễm những cái con vi khuẩn nào đó, và những khuẩn đó thì mình sẽ lựa kháng sinh nào đó, tức là theo kinh nghiệm của bệnh nhân. Và một số bác sĩ người ta giống như cũng hơi sợ đó, thành ra tăng điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm lên, tức là thay vì dùng một kháng sinh thì họ dùng hai cái cho chắc ăn, hoặc là có thể là thay vì dùng cái phổ hẹp được rồi nhưng mà họ dùng cái phổ rộng để mà bao vây, do tăng điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Còn nếu mà sau đó vài ngày ta bạn biết cái kết quả kháng sinh đồ đâu có liền đâu, phải 2 ngày 3 ngày 4 ngày đó, tùy loại vi khuẩn ha. Thì lúc đó mình mới có kết quả kháng sinh đồ về, thì lúc đó mình lựa nó dễ hơn, dựa trên kết quả đó mình lựa nó sẽ dễ. Nhưng mà ban đầu bạn không có cái gì để bạn phải dựa theo kinh nghiệm thôi, thì nhiều bác sĩ người ta tăng sử dụng cái theo kinh nghiệm này nhiều ha. Rồi việc sử dụng kháng sinh theo vùng, theo thời gian, theo vùng. Thì ví dụ như là Việt Nam mình ha, sử dụng kháng sinh nhiều thì lúc này mình sẽ dễ dẫn đến đề kháng. Và theo thời gian sử dụng, tức là có nhiều người sử dụng quá dài đi ha, thì dễ dẫn đến đề kháng ha. Bạn thấy là những cái kháng sinh mới trên thế giới thì ngày càng giảm, nhưng mà cái mức độ đề kháng thì ngày càng tăng. Việt Nam mình ở cái mức báo động luôn, tức là cái việc mà đề kháng kháng sinh rất là cao, do đó phải có những cái biện pháp để mà ngăn ngừa và chặn lại, kéo dài tuổi thọ của kháng sinh. Thì hiện nay ấy bạn, là Việt Nam mình sẽ có một cái, có những cái kháng sinh mà quy định hẳn luôn, ví dụ những kháng sinh nào khi sử dụng thì phải hội chẩn mới được sử dụng, rồi những kháng sinh nào khi sử dụng là phải được ký duyệt, tức là ký duyệt trưởng khoa nè, trưởng khoa điều trị ở trưởng khoa dược là cái duyệt của đại diện ban giám đốc gì đó ha, thì mới được sử dụng đó. Thì nó có những cái kháng sinh mà người ta gọi kháng sinh để dành này kia nữa đó ha, thì người ta sẽ để dành những kháng sinh đó, hoặc là những kháng sinh mà độc hại hoặc là mắc tiền, tức là phải được cấp phép, phải được duyệt thì mới được xài ha. Thì những kháng sinh đó thì thường thường bác sĩ mà không nhớ thì có thể là khoa dược có thể hỗ trợ bằng cách là in cái miếng giấy nhỏ những kháng sinh này nè, dán lên cái bàn làm việc. Thì lúc đó khi bác sĩ sử dụng mà đến cái kháng sinh đó là dòm vô bản ở này có trong đây là thành ra cẩn thận, thì có thể họ kháng sinh mà cần hội chẩn thì họ phải đưa ra hội chẩn, còn không thôi họ né kháng sinh ra họ xài khác đi, tức là có kháng sinh để dành đó ha. Và mỗi bệnh viện á, nó sẽ có cái ban quản lý kháng sinh. Hiện nay thì các ban đó thì làm việc nhiều, có nhiều bệnh viện thì cái ban thì họ không có hoạt động mạnh mẽ, nhưng mà cái ban đó thật ra là phải có những cái kế hoạch, có những cái chiến lược để mà sử dụng cho hợp lý. Bạn nhìn nơi cái hình ha, cái trục ở dưới màu xanh, trục giữa màu xanh đó là thời gian, ví dụ như thập niên 40, 50, 60, 70 ha. Thì phía trên á nó là cái thời điểm mà cái nhóm kháng sinh được đưa ra thị trường sử dụng. Ở phía dưới á là cái lần đầu tiên ghi nhận kháng sinh là bị đề kháng. Thì bạn biết á, khi kháng sinh nó bị đề kháng á thì không phải mình đem nó mình bỏ, mình vẫn có thể sử dụng được. Tại vì ví dụ như cái người này nhiễm vi khuẩn mà nhiễm ngay cái con bị đề kháng, nhưng mà cái người khác cũng nhiễm cái con đó, cũng nhiễm cái vi khuẩn đó, nhưng mà cái con mà họ nhiễm không có mang cái gen đề kháng,
thành ra họ vẫn xài được. Ví dụ penicillin đi, cái người này bị đề kháng penicillin rồi, nhưng mà người kia không bị đề kháng là do cái con họ nhiễm á, nó không có cái gen đề kháng, thành ra họ dùng penicillin họ vẫn hiệu quả bình thường. Chứ không phải là cứ kháng sinh đề kháng niệm dục, kháng sinh đề kháng niệm dục. Tức là đề kháng là khi nó không hiệu quả với cái con mang gen đề kháng thôi. Hoặc là cái con đó nó đề kháng nhưng mà nó đề kháng thuốc khác, giờ mình dùng cái thuốc khác thì nó vẫn hiệu quả. Thì bạn thấy nè, khi mà kháng sinh đưa ra thị trường chỉ có vài năm là nó xuất hiện cái đề kháng đầu tiên ha. Ví dụ penicillin nó đưa ra khoảng 1943 đi, bạn thấy chừng 1 năm sau, 2 năm sau là nó xuất hiện ghi nhận cái đề kháng rồi. Bạn thấy những thập niên 50 đi ha, ví dụ tetra đưa ra thị trường chắc khoảng 52, thì bạn thấy chừng vài năm sau, 4 năm sau là ghi nhận cái đề kháng đầu tiên ha. Mà đầu lít bạn thấy không, đưa ra một cái là vài năm là đề kháng, vài năm là đề kháng thôi, khủng khiếp đấy vậy. Và bạn cũng nhìn kỹ nè, nhìn ở phía trên nè, phía trên là những cái thời gian mà kháng sinh được đưa ra thị trường đó ha. Thì ở những năm 40, 50, 60, 70, bạn thấy rất là nhiều thuốc kháng sinh được đưa tung ra thị trường. Bạn biết tung một cái thuốc ra thị trường nó rất là phức tạp ha, chứ không phải đơn giản. Nhưng bạn thấy ở những năm 80, 90, 2000 vậy đó, bạn thấy nó ít dần không? Không, tức là người ta không nghiên mặn mà nghiên cứu kháng sinh nhiều nữa. Tại vì bạn biết là cái chi phí nghiên cứu rất là mắc ha. Nhưng mà khi mà đưa ra thị trường vài năm là thấy nó bắt đầu nó đề kháng rồi, thành ra người ta sẽ chuyển qua những cái nghiên cứu khác để mà nó có tác dụng lâu dài. Ví dụ như thuốc tiểu đường, thuốc tim mạch hay là thuốc gì, mấy thuốc gì đó, thì nó còn đây là kháng sinh. Thì bạn thấy đưa ra thị trường vài năm là ghi nhận đề kháng, vài năm ghi nhận đề kháng. Thành ra bạn thấy ở những thập niên sau này đó, những kháng sinh mới ra đời đó, rất là ít, trong khi cái sự đề kháng thì tăng dần lên. Thành ra đây là cái dấu hiệu là báo động ha, tức là mình phải sử dụng hợp lý, chứ nó không đến một lúc nào đó những cái kháng sinh cũ nó bị đề kháng hết rồi thì không biết xài cái gì. Tức là cái số vi khuẩn mà nó mang cái gen đề kháng là quá nhiều đi, thì lúc đó là cái cơ hội mà cái nguy cơ mà mình nhiễm cái con mang gen đề kháng nó sẽ cao. Tại vì cái lúc đó cái lượng đề kháng nó nhiều quá thì lúc đó mình rất là khó xài kháng sinh. Rồi khi mà nhắc đến cái đề kháng kháng sinh thì mình phải phòng ngừa đề kháng kháng sinh ha. Thì ở đây á, sử dụng hợp lý, tức là dùng khi nhiễm khuẩn thôi. Tức là có những người tức là hễ bị ho sổ mũi gì chút xíu là họ lại sợ, cái là ra nhà thuốc mua kháng sinh uống. Thì có thể họ đâu có nhiễm vi khuẩn mà nhiễm virus mà không, thành ra họ chỉ nên dùng khi mà nhiễm khuẩn thôi ha. Hoặc là dùng kháng sinh á, là phải dùng đúng kháng sinh, đúng tức là phải đúng cái con đó, nó đánh ngay cái phổ đó mới được, chứ bạn dùng lung tung hết ha. Hoặc là phải dùng đúng đường dùng, tại dùng nhiều khi dùng sai, dùng đã đời không có hiệu quả gì hết, lại đổi qua cái khác thì cái lượng kháng sinh nó thừa thải ra thì nó dễ dẫn đến đề kháng. Rồi đúng liều lượng, đúng khoảng cách liều và đúng thời gian quy định, đồng thời hiểu được cái xu hướng đề kháng kháng sinh ha, tại địa phương. Rồi, đối với sử dụng hợp lý thì ví dụ như một số cái người bệnh mà đặc biệt đối tượng mà giống như là mong manh dễ vỡ ha, ví dụ phụ nữ có thai nè, trẻ em là người già, người suy gan suy thận thì phải dùng hợp lý ha. Tức là kháng sinh nào dành cho phụ nữ có thai, dùng cho trẻ em nè, người già thì cái liều như thế nào, trẻ em thì liều như thế nào, suy gan suy thận thì có giảm liều tăng liều gì không ha, hoặc là cần tránh những cái kháng sinh nào đó. À, giống như kháng sinh mà thải qua gan hay thải qua thận hay gì đó là phải cẩn thận. Rồi khi mà phối hợp kháng sinh á, thì cái sự phối hợp kháng sinh một lát mình sẽ học tiếp phần dưới ha. Thì có thể có những trường hợp mình dùng một thuốc nó không hiệu quả thì bắt buộc lúc đó mình phải dùng hai kháng sinh phối hợp với nhau. Và khi mà bắt buộc mới dùng hai kháng sinh, có nhiều người họ giống như nhà thuốc bán á, bây giờ bệnh cái khách hàng đến khai bệnh thì cái người bán thuốc á, bạn thấy đa số thì không phải dược sĩ đại học mà có thể dược trung hay dược tá gì thôi. Và khi mà nhà thuốc người ta bán á, là người ta chịu một cái áp lực doanh số. Thành ra tưởng tượng mà người dân mình á, thì cái hiểu biết về thuốc, về bệnh nó không có cao. Thành ra cứ đến cái nhà thuốc đó mua thuốc, mà giống như cứ đến nhà thuốc mua thuốc ho đi, mà uống 4-5 ngày không hết ho là thấy nó dở rồi đó. Còn nếu mà qua cái nhà thuốc mà uống một ngày nín ho luôn là thấy hay, là khoái, là mai mốt lại đến mua nữa, là bệnh gì cứ tới cái nhà thuốc này là mua thôi. Thành ra lúc đó người ta dùng, ví dụ như đối với những cái bệnh nhiễm khuẩn á,
bệnh nhân mà đến than bị cái gì mà cái người bán nhắm nhắm nhiễm khuẩn á, bây giờ đâu có biết cái người này là nhiễm cái con gì, tại thật ra họ thì họ cũng chỉ là dịch trung dịch tá, họ cũng không có biết cái con này là cái con gì hết. Thành ra lúc đó họ đánh gọi là hơi bao vây một chút, bao vây tức là họ thay dùng một một thuốc họ dùng hai kháng sinh luôn, tức là giờ không biết nhiễm con gì thôi giờ cứ uống đi, bây giờ không trúng con này thì trúng con khác thôi. Thì lúc đó nó sẽ rất là nguy hiểm khi mà phối hợp kháng sinh. Rồi dự phòng kháng sinh, dùng cái sử dụng kháng sinh dự phòng hợp lý ha. Tức là một lát mình sẽ có cái phần kháng sinh dự phòng, thì lúc đó mình phải dùng làm sao cho nó hợp lý, chứ nếu mình lạm dụng nó cũng có phần gây đề kháng ha. Thực hiện tốt công tác nhiễm khuẩn ha, ví dụ như ngăn ngừa lây truyền gì đó, cách ly. Ở này bạn xem được cái slide. Rồi mình hết cái phần thứ nhất. Giờ mình giờ bạn nhìn vô cái này, các bạn còn nhớ cái gì không ha? Ví dụ đây là con vi khuẩn đi. Này, cơ chế của thuốc nè, giờ đầu tiên cái hình đầu tiên ribosome, giờ bạn nhớ có những cái thuốc nào mà đánh vô cái sự tổng hợp protein của vi khuẩn, nhớ không? Ribosome thì nó có 30s, tiểu đơn vị 30s, 50s, nhớ không? 30s thì mình có gì, tetracycline hay là nhóm cycline aminoglycosid. 50s thì bạn nhớ mình có gì, maurolic, phenicol vậy ha. Rồi bạn thấy cái hình thứ nhì ADN, thấy không? ADN thì cái nhóm mà đánh vô tổng hợp ADN thì bạn nhớ có gì? Ví dụ như là nhóm quinolone, nó đánh vô gì? Đánh vô enzyme gì? Cyclase ha, để mà ngăn không cho nó duỗi xoắn ra. Rồi có gì nữa? Rifampicin phải đánh vô cái ARN polymerase ha, không cho tách nó ra. Rồi tiếp theo bạn, cái hình tiếp theo bạn thấy đánh vô cái thành tế bào vi khuẩn. Thành tế bào vi khuẩn thì bạn nhớ cái gì? Beta-lactam và vancomycin. Tiếp theo đánh vô cái màng thì bạn có gì? Polymycin. Đánh vô cái sự tổng hợp acid folic thì ở đây mình có gì? Sumic ha. Sumic. Rồi, này là cái hình để mình ôn lại thôi. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Tắc sử dụng kháng sinh thì ở đây á, nó đơn giản, bạn không cần học thuộc cái phần này, coi là tưởng tượng rồi, hình dung được rồi, nếu bạn đánh thì bạn cũng dư sức đánh rồi ha, nó đơn giản thôi. Chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn, chọn đúng kháng sinh, chọn đường dùng hợp lý, sử dụng đúng liều, đúng khoảng cách liều, sử dụng đủ thời gian và theo dõi đáp ứng điều trị với kháng sinh. Tại bạn biết là khi bạn cho dùng kháng sinh đó thì phải coi coi nó đỡ không ha. Còn thấy mà bạn dùng vài bữa mà thấy bệnh nhân càng ngày càng nặng lên, tức là cái thuốc này nó không có đáp ứng rồi, thì bạn phải đổi kháng sinh khác. Còn bạn thấy nếu bạn dùng kháng sinh mà bệnh nhân đỡ dần lên thì cái này nó đáp ứng tốt rồi. Thì có những trường hợp á, bạn biết không, khi mà lúc đầu bác sĩ sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm thì là bác sĩ đã ngọ thôi mà, thì cho kháng sinh đó uống thấy cũng tốt, thấy giờ khá dần, nhưng mà vài ngày sau nhận cái kết quả kháng sinh đồ á thì thấy nhiễm cái con, thì nó sẽ có hai bước. Bước đầu tiên là xác định nhiễm cái con gì, bước thứ hai ta thử coi cái kháng sinh nào mà hiệu quả với cái con đó, còn tác dụng được. Thì lúc đó thì thấy là cái kháng sinh mà bác sĩ đang xài á thì nó không phù hợp với kháng sinh đồ, nhưng mà trên lâm sàng thấy bệnh nhân đỡ dần lên thì lúc đó bác sĩ sẽ không đổi kháng sinh, tức là dựa trên kết quả là nhiều, dựa trên cái diễn biến lâm sàng là quan trọng hơn. Tức là thấy mặt bệnh nhân đỡ dần thì thôi cứ giữ nguyên cái kháng sinh đó mà dùng thôi. Tại vì trong khi mà làm kháng sinh đồ thì có thể là xảy ra những cái sai sót rồi sao ha, mình không biết, nhưng mà mình thấy dựa trên lâm sàng bệnh nhân đang tốt là cứ giữ nguyên không đổi. Còn thấy bệnh nhân không tốt hoặc là bệnh nhân cũng cứ sập sình không có diễn biến gì tốt hết thì lúc đó mình cân nhắc dựa vào cái kết quả kháng sinh đồ mình lựa. Rồi cái phối hợp các phương pháp khác trong điều trị ha. Thành ra nãy cô nói đó là ví dụ như là nếu mà nhiễm khuẩn, nếu mà có vết thương nhầy nhớt mũi gì đó thì mình phải cắt lọc vết thương cho nó sạch ha. Rồi nguyên tắc sử dụng kháng sinh thì đầu tiên là mình lựa chọn kháng sinh hợp lý. Thì lựa chọn kháng sinh nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là bệnh nhân với vi khuẩn. Bạn nhớ không, ba cái yếu tố giống như là cái kiềng ba chân vậy đó. Bệnh nhân, vi khuẩn, kháng sinh. Thì lựa chọn kháng sinh thì bạn phải để ý đến bệnh nhân và vi khuẩn ha.
Ví dụ như khi mà sử dụng kháng sinh phải để ý đến nè, lứa tuổi nè ha, tiền sử bệnh nhân có dị ứng hay không, là chức năng gan như thế nào, thận như thế nào, tình trạng suy giảm miễn dịch như thế nào, mức độ nặng của bệnh nhân ra sao, thì tùy cái đó mình sẽ lựa cái kháng sinh phù hợp. Ha. Hoặc là ví dụ như là bệnh nhân đặc biệt không, ví dụ như phụ nữ có thai cho con con bú, hay là có một số bệnh kèm theo hay cái gì đó ha. Rồi mình khi mà kê đơn thì phải giảm tỷ lệ phát sinh vi khuẩn kháng thuốc và kinh tế ha. Liều lượng thì phải dùng cái liều kháng sinh hợp lý. Ví dụ như khi mà sử dụng kháng sinh á, thì mình phải dựa vào tuổi nè, bệnh nhân thế nào, cân nặng như thế nào á, để mình lựa cái liều, chức năng gan thận như thế nào để mình chỉnh liều ha, mức độ nặng của bệnh hay gì đó mình sẽ chỉnh cái liều, và tránh trường hợp không dùng đủ liều, không dùng giống hoặc là dùng quá liều ha. Trong những cái tài liệu mà sử dụng thuốc á các bạn, trong những cái tờ hướng dẫn dùng thuốc hay những cái tài liệu á, thì nó chỉ là hướng dẫn gợi ý ban đầu thôi, và lúc đó bác sĩ sẽ tùy theo tình trạng bệnh nhân để mà thay đổi ha, chứ không có nhất thiết là cái liều đó là phải ibon cái liều đó ha. Đó là cái gợi ý ban đầu. Rồi sử dụng hợp lý về liều lượng và thời gian. Nếu mà sử dụng mà về liều lượng không đủ liều hoặc là thời gian quá ngắn thì sẽ dễ gây ra cái sự đề kháng. Thì bạn biết là những cái nhà thuốc mà bán ở ngoài đó, ví dụ sử dụng kháng sinh đi, bây giờ nhiều bệnh nhân đến thì nói bây giờ cho tôi uống thuốc, bây giờ bán tôi ngày đi, tôi có uống được không? Được thì ngày mai tôi quay lại tôi mua nữa. Thì ví dụ như nếu mà bán mà có kháng sinh trong đó đi, họ uống một ngày cái thấy bớt rồi, cái ngày mai đến quay lại mua một ngày nữa. Tại vì bạn biết có những cái xóm mà lao động đó, họ không thể mà mua nhiều ngày được. Ừ, họ không có đủ tiền mua nhiều ngày, thành ra họ cứ mua với một phần tâm lý là mua thử có được không, chứ mua nhiều mà không mà cái nhà thuốc này nó bán mà không hết đó, thì đem ra bỏ, thành ra mua ít thôi còn được thì mua tiếp, còn không được thì qua nhà thuốc khác mua. Thành ra nhiều khi bệnh nhân đó, uống kháng sinh 2 ngày đỡ rồi họ không quay lại luôn, thì ra nhà thuốc đâu có muốn bán thêm thì cũng đâu bán được ha. Thành ra khi mà sử dụng kháng sinh này là phải cẩn thận cái vấn đề liều lượng và vấn đề thời gian. Thời gian ở đây là phải sử dụng đủ ha, tức là không dư và không thiếu. Rồi khi mà sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm thì nhớ là lựa chọn kháng sinh có cái phổ hẹp nhất. Thì bình thường á, theo kinh nghiệm á, thì bác sĩ có khuynh hướng là lựa chọn nó hơi bao vây chút đi để cho nó chắc ăn, thành ra lựa kháng sinh phổ rộng để mà bao vây ha, thì điều đó là không có nên. Rồi lựa cái kháng sinh phải có khả năng đến được cái vị trí nhiễm khuẩn, cứ bạn biết có những cái vết thương mà nhầy nhớt thì kia nọ đó, thì trên thực tế là có những cái kháng sinh mà cứ tưởng là không hiệu quả tính đổi rồi, nhưng mà coi kỹ lại thì do cái vết thương nó bị mủ á, thành ra cũng đổi thiệt, nhưng mà lúc đó đổi một cái kháng sinh khác mà nó có khả năng xâm nhập vào cái vị trí nhiễm khuẩn đó đó ha. Khi mà có bằng chứng về vi khuẩn học, tức là ở đây là kết quả kháng sinh đồ đó ha, thì lúc đó mình sẽ dựa vào cái kết quả kháng sinh đồ mà sẽ lựa chọn. Nhưng mà nếu nãy cô nói là nếu mà bệnh nhân đang diễn biến tốt mà nó không phù hợp với kháng sinh đồ thì thôi người ta vẫn ưu tiên trên lâm sàng, còn nếu không thì mình sẽ lựa lại, hoặc là lúc đó mình sẽ ưu tiên sử dụng một cái kháng sinh nào đó, tức là có thể lúc đầu đánh theo kinh nghiệm thì bác sĩ xài 2 kháng sinh, nhưng mà sau khi có kết quả kháng sinh đồ thì bác sĩ có thể dùng một loại kháng sinh thôi, chứ chứ không có dùng 2 loại như ban đầu nữa. Rồi chọn đường dùng, con được chọn đường dùng là ha, ví dụ như ưu tiên dùng đường uống. Thật ra cái đường uống, cái thuốc uống là cái thuốc mà nó chiếm khoảng đến 80% các thuốc trên thị trường, thành ra dùng đường uống nó đơn giản nhất thôi, chứ đường tiêm là phải có nhân viên y tế, hoặc là phải cái người bệnh họ là họ phải đơi mất công đi đến bệnh viện, đến trạm xá này kia, nó rất là khó khăn ha. Thì đường uống là cái đường mà dễ dùng nhất, và lựa chọn kháng sinh có sinh khởi dụng cao, ít bị ảnh hưởng bởi thức ăn, thì cái này tùy kháng sinh thôi ha. Nhiều khi mình lựa không được thì mình bắt buộc phải lựa cái khác thôi, chứ đâu phải lúc nào cũng được lựa như mình muốn được. Rồi dùng đường tiêm trong một số trường hợp thôi, ví dụ như là bệnh nhân có những cái bệnh trên đường tiêu hóa không có dùng đường uống được, hoặc là thuốc á, bạn nhớ là khi dùng thuốc uống á, thì nó sẽ có 2 mặt,
thuốc ảnh hưởng cho người, ngược lại người ảnh hưởng cho thuốc, thuốc ảnh hưởng cho người, tức là khi bạn uống thuốc vô, thuốc nó làm đau bao tử, nó làm sót bao tử là thuốc ảnh hưởng người. Còn ngược lại người ảnh hưởng thuốc, tức là có những cái hoạt chất thuốc khi mà bạn uống vô thì cái axit dạ dày á, nó phá hủy cái thuốc luôn. Thì gọi là ảnh hưởng qua lại, thuốc ảnh hưởng người, có thể người ảnh hưởng thuốc ha, tùy thôi. Đây, cái thời gian điều trị thì tùy thôi, nhiễm khuẩn nhẹ trung bình 7-10 ngày, nặng thì kéo dài hơn ha. Cái này bạn tự xem được. Cái này bạn tự xem ha. Rồi tác dụng phụ và độc tính thì lúc nào người ta cũng cân nhắc giữa cái nguy cơ và cái lợi ích hết trước khi quyết định kê đơn. Tức là bạn thấy tác dụng, tức là thuốc nào có tác dụng chính thì nó cũng có tác dụng bất lợi nó kèm theo. Thì lúc đó mình sẽ cân nhắc ha. Và đa số những trường hợp mà bạn thấy ADE, tức là tác dụng có hại của thuốc á, bạn thấy thường thường á, ở khoa dược á, lâu lâu cái mấy cái khoa phòng nó gọi xuống, nó sẽ báo là có ADE về cái thuốc gì đó, thì khoa dược sẽ lên để mà ghi nhận cái trường hợp đó ha. Thì đa số những trường hợp mà tác dụng của thuốc có hại của thuốc á, thì khi mà dùng thuốc thì nó sẽ hết thôi, sẽ hết. Nhưng mà có vài trường hợp nó sẽ để lại những biến chứng ha. Nhưng mà lúc đó người ta sẽ hỏi là nếu ông này ông uống cái thuốc vô, bạn dùng thuốc, bạn biết trong bệnh viện nó phải dùng một thuốc đâu, họ dùng một lần 4-5 thuốc, vừa uống vừa truyền tùm lum hết. Nếu mà bệnh nhân bị ngợp, bị khó thở ha, hoặc là bệnh nhân bị nổi mề đay cả người hay là bị gì đó, thì làm sao biết là do thuốc hay là do thức ăn ông đó ông ăn, hoặc là có thể do thuốc đi, thì bây giờ 4-5 thuốc biết do thuốc nào ha. Thì lúc đó bác sĩ chỉ là nghi ngờ thôi. Lúc đó thì bên dịch lâm sàng sẽ lên và cùng bác sĩ để mà đánh giá có nghi ngờ cái thuốc gì. Thành ra bạn thấy là cái trong cái báo cáo ADE thì lúc này mình sẽ báo cáo để mình gửi về cái trung tâm ADE ở Việt Nam là ở Hà Nội á. Từ Hà Nội người ta thống kê, người ta gửi ra thế giới ha, để mà có một cái khảo sát chung. Thì lúc đó là người ta chỉ nghi ngờ cái thuốc đó thôi, chứ mình không đủ cơ sở để mình kết luận. Mà mình chỉ ghi nhận và đồng thời mình sẽ ghi những cái thuốc dùng kèm theo để mình gửi ra ngoài kia. Có thể ở ngoài Hà Nội á, người ta tổng kết cái số lượng quen rồi, người ta nhìn nó chuyên về cái ADE rồi, người ta nói à nghi ngờ này nhưng không phải, cái ông này ông bị vậy đó là do cái thuốc dưới kia kìa, thuốc khác, cái thuốc dùng chung nó chơi thuốc này, tức là do họ có được cái số lượng lớn ADE họ báo về, họ sẽ tổng kết, họ tổng kết được. Và cái nhiệm vụ báo cáo ADE đó là nhiệm vụ của tất cả nhân viên y tế luôn, tức là có thể á. Alo, con ra đi xuống đó con. Rồi. Mấy giờ nè. Mấy giờ nè. Thì bạn thấy không? Khi bệnh nhân mà có ADE đó thì bắt buộc là phải báo về. Báo về không phải cho bệnh nhân đó, mà báo về để cái trung tâm nó có cái số lượng lớn và báo ra quốc tế luôn. Thì tùy cái cấp độ ha. Thì khi mà một cái thuốc nào mà nó có cái ADE nào mà nó số lượng nó nguy hiểm và cái số lượng nó nhiều hay như thế nào đó, thì lúc đó thì người ta sẽ rút cái giấy phép của cái thuốc đó lại, không cho sử dụng. Thì đó là khi báo cáo ADE, không phải báo cáo cho cái bệnh nhân bị ADE, mà nó sẽ mang lợi cho những người bệnh nhân mà sau này để khỏi phải xài cái thuốc đó nữa. Và tất nhiên là cái số lượng bao nhiêu và bị như thế nào đó thì lúc đó là mình chỉ cần bệnh viện mình chỉ cần báo về thôi. Còn cái người quyết định đó là cái người của trung tâm ADE. Rồi, cho mình đi tiếp ha. Qua phần tác dụng phụ thì về mặt vi trùng học nè, phản ứng dị ứng kháng sinh nè, tai biến và độc tính kháng sinh ha. Thì bạn có hay nghe nói là khi mà dùng kháng sinh á thì hay tiêu chảy ha, là do nó rối loạn hệ tập khuẩn, tức là nó không chỉ nó diệt cái con vi khuẩn mình muốn mà nó diệt luôn những cái con khác luôn. Và nó có thể chọn lọc ra các chủng đề kháng ha, phóng thích nội độc tố. Kháng sinh thì bạn thấy hay bị báo cáo là dị ứng kháng sinh đúng không? Nhẹ thì nổi mề đay, sốt, nặng thì khó thở gì đó, và cái dị ứng này không phụ thuộc liều ha. Và thường gặp nhất đó là penicillin và Sinvimid.
cái những cái báo cáo ADE đó bạn, thì nó rơi vô kháng sinh nhiều lắm, rơi kháng sinh rất là nhiều. Thì cái lý do đơn giản thôi là trong các thuốc thì kháng sinh là những là một trong những thuốc được sử dụng nhiều nhất. Trong bệnh viện á, bạn sẽ thấy kháng sinh là cái mảng được sử dụng nhiều nhất. Thì khi sử dụng nhiều thì nó dễ xuất hiện ADE. Còn những cái thuốc mà nó ít sử dụng thì chắc chắn là nó sẽ ít được báo cáo rồi, ít bị báo cáo ADE rồi ha. Thành ra cái kháng sinh này và cái phản ứng dễ gặp nhất đó là dị ứng. Rồi một cái tác dụng phụ nữa là tai biến và độc tính ha. Bạn nhớ là nếu mà độc tính trên thận thì mình để ý cái nhóm aminosid sibamic, thính giác thì aminosid vancomycin. Ha. Trên thai nhi bạn thấy có cái tetracycline này, ha, trẻ em tetracycline này, ha. Thì bạn nhớ hồi trước đó, người ta hay nói là dùng tetra là bàn răng đúng không? Trẻ em mà dùng tetra thì bàn răng. Thì thật ra hồi sau giải phóng á, thì ai cũng biết nó hết chứ không phải không biết. Nhưng mà do thời đó nó không có kháng sinh, có cái gì xài cái đó thôi. Thành ra trẻ em cái thời đó là hay bị bàn răng ha, là do không có gì xài hết, bắt buộc phải xài thôi. Thì bạn thấy cái aminosid không? Cái phổ tác dụng nó tốt ha, đánh lên những cái bệnh mà nặng. Nhưng mà bạn thấy cái tác dụng phụ nó trên thận như thính giác ha. Thì đến cái nhóm này thì bạn sẽ học rõ hơn ha. Cái vancomycin cũng tác động lên thính giác. Nhưng mà thật ra cái vancomycin nè, muốn mà bị cái tác dụng phụ trên thính giác á, thì cái nồng độ nó cũng phải cao ha, nó mới thể hiện cái tác dụng phụ này. Nhưng mà thật ra thì người ta ghi nhận vẫn có. Chứ bạn cũng biết cái tác dụng phụ á, tác dụng có hại của thuốc á, không phải bệnh nhân nào dùng thuốc cũng bị hết. Thành ra nhiều bệnh nhân á, khi mà lãnh thuốc ra thì mở cái tờ hướng dẫn sử dụng ra, đọc thật trời, tác dụng phụ quá trời luôn, thấy sợ quá. Thành ra tôi bệnh có một chút xíu mà tôi uống vô tôi phải chịu những cái tác dụng như thế vậy, người ta rất là sợ. Nhưng thật ra đó, cái tác dụng mà không mong muốn đó, là không phải ai cũng bị, có người không bị cái nào hết, nhưng mà có người bị một hai món này, có người bị một hai món khác, tức là tùy thôi ha. Và có người thì bị tùm lum hết, tùy người thôi. Rồi mình qua cái phần phối hợp kháng sinh ha. Thì phối hợp kháng sinh tức là không những xài một thuốc mà sử dụng hai thuốc, ba thuốc gì đó. Thì bạn nhớ là chỉ được phối hợp thuốc, phối hợp kháng sinh trong những trường hợp này thôi ha. Là thứ nhất là nhiễm nhiều vi khuẩn. Thì bạn tưởng tượng nhiễm nhiều vi khuẩn, một kháng sinh mà nó đánh với lại tức như một mình mà đấu với hai cái thằng đối thủ thì mình đấu đâu có nổi. Thành lúc đó mình phải kêu thêm đồng đội của mình là hai bên đấu hai thuốc để đấu với hai vi khuẩn hay gì đó ha. Thì ý ở đây nó là khi mà một cái kháng sinh đó, là cái phổ nó nhiều khi nó không có bao hết hai cái vi khuẩn, thành ra lúc đó mình có thể sử dụng hai kháng sinh để mà mình mở rộng cái phổ ra để mình đánh vô hai vi khuẩn, ba vi khuẩn. Hay là khi nhiễm nhiều vi khuẩn thì bạn thấy kết quả kháng sinh đồ nhiều khi đưa ra thì bệnh nhân không phải nhiễm một con mà nhiễm hai con luôn. Hoặc là trường hợp nhiễm khuẩn ở các vị trí đặc biệt, ví dụ như màng não nè, nội tâm mạc nè, phổi, thì những trường hợp này á bạn thấy ở những cái trường hợp này nếu mà mình dùng kháng sinh mà không có tốt á, mình không có đánh cho triệt để á, thì nó sẽ gây nhiễm trùng nặng lên, đúng không? Thì biến chứng nó nguy hiểm ở não nè, ở tim này ha, ở phổi, thành ra biến chứng nguy hiểm. Thành ra ở đây người ta chấp nhận cho mình đánh bao vây một chút, tức là bình thường á, nếu mà nhiễm những chỗ khác người ta xài một món thôi, một kháng sinh thôi, nhưng mà do cái chỗ này nè nó nguy hiểm, nếu mà kềm không có nổi nó nặng lên á thì biến chứng nguy hiểm. Thành ra người ta chấp nhận cho mình hơi quá tay một chút xíu, tức là cho phối hợp kháng sinh ở đây ha. Rồi nhiễm các chủng vi khuẩn đặc biệt, ví dụ như lao ha, thì bạn thấy lao người ta cũng dùng nhiều kháng sinh ha, tại vì điều trị thời gian rất là dài, thành ra cái khả năng mà đề kháng rất là cao, thành ra người ta sẽ cho nhiều kháng sinh. Rồi điều trị theo kinh nghiệm các trường hợp nhiễm khuẩn nặng, thì bạn thấy một cái trường hợp cấp cứu vô hoặc là một cái bệnh nhân nằm trong khoa mà chuyển biến nặng á, nhiễm khuẩn nặng á ha, thì lúc này thì nếu mà mình không có chặn nổi thì bệnh nhân sẽ chuyển biến nặng dần và bệnh nhân không có gượng nghĩa nổi, tức là gục luôn á. Thì trong những trường hợp này là chấp nhận là điều trị hơi quá tay một chút xíu, tức là chấp nhận cho phối hợp kháng sinh. Tức là thấy bệnh nhân mà nặng quá thì thôi chấp nhận mình phối hợp hai thuốc. Còn nếu mà trường hợp thấy nhiễm khuẩn cũng thường thường vừa thôi thì thôi một thuốc thôi, rồi từ từ chờ kết quả kháng sinh đồ có như thế nào. Rồi hoặc là nhiễm các chủng vi khuẩn đa kháng, thì bạn tưởng tượng nó đa kháng, tức là nó kháng nhiều loại kháng sinh rồi.
nó mang mang cái gen đột biến, nó kháng một kháng sinh, không phải một nữa mà hai ba bốn kháng sinh rồi, thì lúc đó nếu mà bạn xài một kháng sinh, nhiều khi bạn rơi kháng sinh bạn lựa nó rơi vô ngay cái kháng sinh mà nó đã đề kháng rồi, thành ra lúc này mình sẽ phối hợp hai kháng sinh ba kháng sinh gì đó để mình đánh nó. Thì nếu mà có một, lỡ như có một kháng sinh nào đó mà bị đề kháng thì nó còn hai cái kháng sinh còn lại, hoặc là còn cùng lắm còn một cái còn lại để đánh nó ha. Rồi mục đích phối hợp kháng sinh ha, thứ nhất là hiệp đồng tác dụng trên vi khuẩn đề kháng cao, mở rộng phổ kháng khuẩn trong những trường hợp mà nhiễm khuẩn gây ra bởi nhiều vi khuẩn, tức là một mình nó đấu không nổi nhiều đối thủ thì nó phải tăng thêm đồng đội ha. Ngăn ngừa sự xuất hiện của các chủng vi khuẩn kháng thuốc ha, ví dụ như điều trị lao hay phong, tức là do cái thời gian điều trị dài dài, thành ra trong lúc đó thì vi khuẩn nó có thời gian để nó giống như nó tập trận vậy đó, thì nó mạnh dần lên, thì lúc đó nó dễ đề kháng, thành ra mình phải phối hợp nhiều cái kháng sinh ha, nhiều kháng sinh. Rồi kết quả của phối hợp thì có thể là cho kết quả tốt hay cho kết quả xấu, đúng không? Thì đầu tiên mình xem đây là tác dụng đối kháng, tức là 1 cộng 1 bình thường nó phải bằng 2, thì ở đây 1 cộng 1 mà còn nhỏ hơn 1 nữa, tức là mình phối hợp sai rồi ha. Những cái kháng sinh nó cùng điểm tác động, nó đẩy nhau ra khỏi điểm đích. Bạn nhớ là kháng sinh đi vào vi khuẩn nó phải có điểm đích nó gắn vô, đúng không? Bây giờ bạn dùng hai kháng sinh mà nó cùng có cơ chế là gắn vô cái điểm đích hết, để cùng điểm một điểm đích hết, bạn thấy cái phải hai thằng này đối kháng với nhau, nó giành nhau không? Thì bạn thấy mỗi cái nhóm thuốc thì nó sẽ có một cái cơ chế ha. Rồi ví dụ như phối hợp kiềm khuẩn với diệt khuẩn thì cái này cũng là cái tương đối thôi ha, tương đối thôi, để bạn tự xem. Rồi cái kết quả của phối hợp kháng sinh mà tốt là tác dụng hiệp đồng, nó là 1 cộng 1 mà nó còn lớn hơn 2 nữa. Thì cái mà ví dụ cơ bản mà bạn dễ thấy nhất đó là cái beta-lactam, nó phối hợp với lại chất ức chế beta-lactamase ha, đó là cái phối hợp mà dễ thấy nhất. Hoặc là bạn thấy penicillin hoặc ambi phối hợp với lại gentamicin, vì penicillin làm tăng cái thu nhận gentamicin vào trong tế bào, thì cái đó là cái ví dụ thôi. Rồi mình đi qua một cái khái niệm, đó là xuống thang kháng sinh. Thì hiện nay chưa có một cái định nghĩa, một cái khái niệm chính thống về cái việc xuống thang kháng sinh. Nhưng mà nói chung là cái xuống thang kháng sinh tức là giảm cái số lượng kháng sinh bệnh nhân đang xài, chuyển kháng sinh, hoặc là chuyển kháng sinh từ phổ rộng qua phổ hẹp, tức là hoặc nha, chứ phải bắt buộc phải gồm có tất cả những cái này nha. Hoặc là ngưng kháng sinh nếu không có nhiễm khuẩn. Thì bạn thấy lúc đầu bệnh nhân vô có thể bác sĩ dùng thuốc kháng sinh theo kinh nghiệm là cho dùng kháng sinh, nhưng mà khi có kết quả kháng sinh đồ về thì thấy là không có nhiễm cái con nào hết trơn, không nhiễm con nào hết trơn, thì nó lúc này bác sĩ có thể là ngưng kháng sinh ha, ngưng kháng sinh. Rồi chuyển kháng sinh từ đường tiêm qua đường uống, từ đường tiêm qua đường uống. Thì khi mà từ đường tiêm uống á, thì bạn thấy thường thấy trong những trường hợp mà mổ ha, bệnh nhân sau mổ đó thì họ dùng đường tiêm, nhưng mà thời gian 1-2 ngày sau thấy yên yên họ chuyển qua đường uống ha. Hoặc là những bệnh nhân mà bị nặng đi, bị nặng lúc đầu dùng tiêm là sau đó chuyển qua uống. Thì khi mà từ tiêm mà bạn muốn qua uống á, thì phải nhớ là lúc này bệnh nhân phải ổn định rồi nha, tình trạng bệnh nhân phải ổn định thì lúc đó mới chuyển qua uống. Chứ còn tình trạng bệnh nhân nó còn đang diễn tiến, nó còn chưa có ổn định, nó còn đang phức tạp á, thì không chuyển qua uống, tức là cái tim bạn đã chưa kiểm soát nổi mà, ngay cả cái tim nó chưa kiểm soát nổi thì làm sao chuyển qua uống làm gì, uống nó còn yếu hơn nữa, gọi là xuống thang kháng sinh mà. Thành ra thường thường những bệnh nhân trong phòng hồi sức á, là người ta không có xuống thang kháng sinh. Khi nào bệnh nhân yên ổn rồi, chuyển ra phòng ngoài rồi á, thì bắt đầu có thể là cân nhắc thôi ha, cân nhắc thì có thể chuyển xuống đường uống được, thì tùy thôi. Rồi cái mục đích xuống thang kháng sinh, thứ nhất là giảm đề kháng. Giảm đề kháng bạn thấy từ phổ rộng qua phổ hẹp không? Tức là nó sẽ giảm số lượng kháng sinh nữa ha, từ 3 thuốc xuống còn 2 thuốc, hoặc là 2 xuống còn 1 gì đó ha. Rồi giảm độc tính thì chắc chắn rồi đó, tại vì bạn uống càng nhiều thuốc thì tác dụng phụ càng nhiều thì nó dễ gây độc thôi. Rồi giảm chi phí cũng chắc chắn luôn ha, từ nhiều thuốc thì xuống ít thuốc thì nó phải giảm chi phí. Các bạn tự xem cái phần này ha. Ví dụ các có một số cái kháng sinh mà vừa có dạng tiêm mà vừa có dạng uống, mà cái dạng uống lại có sinh khả dụng cao luôn. Rồi đổi kháng sinh từ đường tiêm qua đường uống thì ở đây cô chỉ nhắc thôi, bạn không cần nhớ là từ cái tiêm nào chuyển qua cái uống nào, không có cần nhớ, không cần nhớ. Nhưng mà bạn chỉ cần nhớ ở đây một cái quy tắc thôi, tức là khi muốn tiêm qua uống thì phải đi kiếm cái quy tắc của nó.
thì đây bạn học thuộc lòng thì đến lúc bạn xài cũng không nhớ nổi, hoặc đến lúc đó là cái kháng sinh, là cái vi khuẩn kháng sinh nó sẽ thay đổi, mà đến lúc đó nó cũng thay đổi mất tiêu rồi. Thành ra bạn chỉ cần ở đây bạn nhớ một cái là khi bạn dùng tiêm mà bạn muốn uống thì bạn sẽ kiếm tài liệu là tôi đang tiêm cái thằng này, nếu uống thì tôi chuyển vào cái thằng nào ha, thì lúc đó bạn kiếm tài liệu mà cập nhật cái thời điểm đó bạn sẽ dùng, chứ không cần nhớ là cho nam thì chuyển qua cái này kia nữa. Tại vì nếu mà bạn đang là bác sĩ điều trị á, thì bạn nên nhớ cái hiện tại, còn tại cái này đến mấy năm sau bạn mới sử dụng mà, thì lúc đó bạn đem ra bạn xài nhiều khi nó lạc hậu rồi ha, thì nhớ cũng không nhớ nổi đâu, không nhớ nổi. Thành ra bây giờ bạn chỉ nhớ một nguyên tắc thôi, là không phải bạn đang tiêm gì bạn uống đó đâu, hoặc là không phải đang được tiêm cứ muốn lựa uống cái gì cũng được, nó có quy tắc đổi ha. Tại đổi thì cái phổ nó phải tương ứng hay sao đó ha, thì lúc đó mình phải nhớ mình đi kiếm cái tự tiêm qua cái uống gì. Mà thật sự là trên bệnh viện đó các bạn, bác sĩ đổi cũng không có đúng nữa, không có đúng, tức là họ đổi theo cái thuốc mà họ quen xài thôi, họ xài thuốc tiêm này họ chuyển qua thuốc uống, bệnh nhân đỡ rồi chuyển qua uống đi, uống cái họ đổi cái khác, nó không có khớp vô, không có đúng cái quy tắc đổi của nó ha. Rồi qua phần kháng sinh cho trẻ em thì ở đây bạn nhớ là mình chia ba nhóm đi, sơ sinh dưới 2 tuổi, trên 2 tuổi. Thì sơ sinh tức là trẻ dưới một tháng nha, thì bạn thấy cái beta lactam nó xài được cho cả ba nhóm thuốc luôn, cái ba nhóm đối tượng này luôn, nhưng mà trừ cái oxacillin ra, là oxacillin nó không dùng được cho trẻ sơ sinh ha, nhớ beta lactam thì sử dụng hết trừ cái nhóm oxacillin ra. Bạn thấy cái aminosid nè, Marolic nè, vancomycin nè, fosfomycin nè, sử dụng được hết cho ba đối tượng ha. Cái fenicol thì chỉ dùng cho lớn hơn 2 tuổi thôi. Cái xylin, bạn nhớ cái tetraxylin làm vàng răng ha, là do nó tích tụ ở xương và răng á, thì bạn thấy là nên sử dụng cho những cái trẻ em mà trên 8 tuổi ha. Còn dưới thì không nên dùng. Quinolone thì nên sử dụng cho trẻ em hơn 15 tuổi, hơn 15 tuổi ha. Cái này bạn học rất là dễ nhớ, quên nữa, cái dấu cộng là được mà số 0 là không được ha, dấu cộng được không được. Bạn chỉ nhớ đơn giản lắm, cái beta lactam thì được hết trừ oxacillin. Những cái thuốc kháng sinh hiền nè, aminosid nè, marolic nè, vancomycin, fosfomycin là xài được hết ha. Cái tetra thì trên 4 tuổi, ít trên 8 tuổi, quinolon trên 15 tuổi. Rồi kháng sinh cho trong thai kỳ thì ở đây chia ra 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối. Thì bạn thấy cái penicillin á là xài được hết ha. Chỉ trừ thế hệ thứ hai là nãy oxacillin á là không dùng được cho 3 tháng cuối thôi. Cephalosporin rất là hiền, sử dụng được hết. Marolic hiền, sử dụng được luôn. Thành ra bà bầu á, nếu mà sử dụng kháng sinh á thì nên lựa cái nhóm cepha với lại marolic ha, là nó hiền. Rồi những cái kháng sinh nhóm dưới là không được hết nha. Aminosid, tetra, fenicol, quinolone là không được hết ha. Bạn nhớ là bà bầu thì nên dùng cái nhóm cepha nè, marolic nè ha. Penicillin cũng được nhưng mà nhớ né cái thằng thế hệ thứ hai ra. Đối với phụ nữ mà cho con bú thì bạn thấy khi mà cho con bú thì kháng sinh ở trong sữa mẹ có thể chuyển qua cơ thể đứa trẻ ha, thì lúc này người ta khuyên là nên dùng, thứ nhất là nếu được á thì dùng cái thuốc tác dụng tại chỗ, tức là ví dụ như nhỏ mắt, nhỏ mũi, nhỏ ngoài da hay đặt thuốc đặc gì đó, nói chung là dùng tại chỗ thì nó không có hấp thu toàn thân, thì nó không có tạo sữa và nó không qua trẻ em. Nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng lựa được cái thuốc tác dụng tại chỗ đâu. Thành ra nếu mà không được á thì mình có thể dùng cái thuốc tác dụng toàn thân, nhưng cái hoạt chất đó nó dùng được cho trẻ em. Tức là nếu cái thuốc đó nó đi vào trong sữa, vào trong cơ thể trẻ em á thì không sao ha, chứ đừng có chống chỉ định cho trẻ em thì không nên ha. Rồi, hoặc là thuốc có trọng lượng phân tử lớn, tức là cho nó đừng có qua sữa đó ha. Ở đây thì kháng sinh trong sữa mẹ thì có thể qua trẻ ở cái mức mà không đáng kể ha. Rồi, thận trọng thì bạn biết cái trẻ mà thiếu men C6BD á là nó bị thiếu máu do tán huyết đúng không, thì Cimex nó cũng gây thiếu máu tán huyết, do đó ở đây mình cân nhắc ha, thận trọng khi mà dùng Cimex cho những cái trẻ mà thiếu cái men C6BD này. Ở này các bạn tự xem thôi, ví dụ như thuốc nào ảnh hưởng thức ăn gì đó bạn xem thôi. Rồi ở đây bạn cũng tự xem ha. Cơ quan bài xuất thì có những thuốc qua thận qua gan gì thôi, mình cũng tham khảo thôi. Rồi mình qua cái phần lớn đó là kháng sinh dự phòng. Mục đích của kháng sinh dự phòng tức là mình sẽ ngăn ngừa cái sự nhiễm khuẩn do cái vết mổ gây, do cái cuộc phẫu thuật gây ra.
ngăn ngừa yếu tố tử vong liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ và giảm thời gian và chi phí nằm viện. Người nhớ là cái yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn á, thì nó có thể do bệnh nhân ha, do cơ địa bệnh nhân, rồi do phương pháp phẫu thuật, có thể là phẫu thuật hở hay phẫu thuật nội soi ha. Thì phẫu thuật nội soi thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn nó thấp, còn mỗi một hở thì nó cao hơn. Thời gian phẫu thuật là dài hay ngắn, tại vì dài thì bạn mở cái vết thương ra, thời gian dài thì nguy cơ nó cao hơn là mở trong thời gian ngắn là đóng lại. Thì ở đây là mổ thì nó có bốn loại, là sạch nhiễm, nhiễm, nhiễm bẩn. Và bạn nhớ cái đối tượng chính của kháng sinh dự phòng là nó dự phòng cho cái loại nào, loại giải phẫu thuật nào. Kháng sinh dự phòng là nó đánh vô cái đám sạch nhiễm. Sạch nhiễm tại cái loại mổ sạch đó, thì ở một số số nước ngoài hoặc là một số cái phác đồ đó, nó không có cần dùng kháng sinh. Nhưng ở Việt Nam mình đó, là do cái môi trường mình không có sạch tuyệt đối, với lại trong cái phòng mổ rất là nhiều người ha, sinh viên đi vào thực tập hoặc là sau đại học này kia, thành ra nó không có sạch được, thành ra người ta sạch kháng sinh luôn. Chứ thật ra ở trên cái phác đồ của nước ngoài á bạn, hoặc là ngay cả cái phác đồ của Bộ Y tế mình á, thì nói chung cô thấy trong cái hội nhiễm khuẩn của Mỹ ha, nó có đưa ra phác đồ, thì phác đồ Việt Nam của mình á, Bộ Y tế nó chống vậy đó, nhưng mà nó dịch thành ra đây tiếng Anh kia tiếng Việt thôi. Thì trong đó có những cái loại phẫu thuật không cần dùng kháng sinh, nhưng mà cái đó là trên lý thuyết thôi, còn thực tế Việt Nam mình thì thường dùng kháng sinh, chỉ trừ một vài cái bệnh viện quốc tế ha, mà mổ ví dụ như mổ sản đó, là cô thấy bệnh viện quốc tế có bệnh viện nó không có xài chứ kháng sinh luôn ha. Và tất nhiên là trước đó thì nó phải xét nghiệm cho bà mẹ đó là có bị nhiễm khuẩn ở những cái cơ quan gần đó hay không ha. Đối tượng chính là sạch nhiễm, còn đối với nhiễm với bẩn thì không phải là đối tượng của kháng sinh dự phòng. Vậy thì nhiễm với bẩn thì có sử dụng kháng sinh hay không? Có, nhưng mà lúc đó là không phải dự phòng, tại nó nhiễm mất tiêu, tức là bẩn mất tiêu, tức là nó đã nhiễm mất tiêu rồi còn dự phòng gì nữa. Phải chưa thì mình mới phòng, còn này nó nhiễm rồi thì phòng gì nữa. Thì lúc đó mình sẽ sử dụng kháng sinh theo mục đích là kháng sinh điều trị, chứ không phải dự phòng nữa. Phòng tức là nó chưa xảy ra, tức là sạch nhiễm thôi ha. Rồi bạn xem cái này, phẫu thuật nhiễm bẩn thì thường nhiễm khuẩn nên điều trị. Rồi khi mà dự phòng, kháng sinh dự phòng thì mình nhớ ba yếu tố: thời điểm dùng thuốc, thời gian dùng thuốc và cái kháng sinh nào. Thời điểm dùng thuốc thì thường các bạn là người ta dùng cái tiêm tĩnh mạch để cho nó nhanh thôi, chứ bạn dùng thuốc uống thì nó lâu lắm ha. Và bạn cứ nhớ quy tắc nè, bạn dùng thuốc nào không cần biết, nhưng mà nhớ là kết thúc dùng thuốc trước khi rạch da, và dùng thuốc nào trước bao lâu là tùy thuốc thôi. Ví dụ như cephalosporin mà tiêm tĩnh mạch thì 3 đến 5 phút ngay trước khi rạch da. Rồi vancomycin thì bạn nhớ cái nhóm này thì lại truyền tĩnh mạch chậm, có thể nửa tiếng đến 45 phút, 1 tiếng gì đó tùy ha. Thì nhớ là khi kết thúc cái thuốc rồi thì mới bắt đầu rạch da, chứ nhiều khi mới truyền cái là đi đem ra mổ liền thì nhiều khi thuốc nó chưa có kết thúc mà, đúng không? Bạn nhớ là không biết dùng cái gì không cần biết, nhưng mà phải kết thúc trước khi rạch da. Và dùng bao nhiêu bao lâu thì tùy thuốc thôi. Tùy thuốc thôi. Rồi, thời gian dùng thuốc thì theo nhiều tài liệu, bạn thấy sẽ có nhiều tài liệu viết 12 giờ sau phẫu thuật, 18 giờ, 24 giờ, 36 giờ vậy đó. Nhưng mà ở đây là cô theo cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Sở Y tế mình hiện nay, tức là kháng sinh dự phòng là không kéo dài quá 24 giờ sau phẫu thuật ha. Và tất nhiên trong một số trường hợp nổ tim, là mổ não phức tạp gì đó, thì những trường hợp này bạn thấy không, người ta cho đến cái kháng sinh dự phòng có thể đến 72 giờ sau mổ luôn. Tức là do cái những cái chỗ này nè, tim với não mà nếu mà có nhiễm khuẩn á, thì cái biến chứng nó nguy hiểm. Thành ra lúc này người ta chấp nhận là cho đến 72 giờ sau mổ vẫn gọi là kháng sinh dự phòng. Thì bạn nhớ dự phòng là tim tối đa nên nha, tối đa là 24 giờ thôi ha. Tùy vào thời gian phẫu thuật ngắn hay dài thì có thể bạn bổ sung thêm liều kháng sinh ha, hoặc là loại kháng sinh tác dụng T1/2 ngắn hay dài ha, thì mình sẽ bổ sung thêm trong quá trình phẫu thuật. Nhưng mà bạn nhớ cái mốc là 24 giờ sau phẫu thuật là tối đa ha, không kéo dài quá 24 giờ sau phẫu thuật. Đó là cái quy định của Sở Y tế mình hiện nay. Cái này bạn tự xem thôi ha, kháng sinh gì liều như thôi. Rồi ở đây bạn xem thôi ha, ví dụ như bình thường là mổ cái này thì nguy cơ là có thể nhiễm những con nào, rồi người ta khuyến cáo dùng kháng sinh gì thôi ha. Ở đây là cái phác đồ của Bệnh viện Chợ Rẫy, thì bạn xem nè, ví dụ như cái này thì nó giống như Bộ Y tế, rồi nó cũng giống với cái
cái hội nhiễm khuẩn của Mỹ luôn ha. Tức là ví dụ như mỗi cái gì thì cột ở giữa là kháng sinh khuyến cáo là đề nghị dùng cái này cái này cái này, nhưng mà nếu cái cột này không dùng được, dị ứng hay là không có thuốc hay là gì đó thì chuyển qua cuộc cái cột thay thế ha. Cột thay thế, bạn nhìn đây, bạn thấy cái cefazolin rất là nhiều ha, thì ngày mai học đến thì cô sẽ nói, bạn thấy không, hay người ta hay đề nghị cefazolin ở rất nhiều vị trí ha. Đây bạn nhìn nè, ví dụ như là này, nhìn xuống đây, ví dụ như chỉnh hình ở dưới ha, thấy không? Qua này loại phẫu thuật này chỉnh hình, bạn thấy đây cái chỗ cột ở giữa, cột thứ hai nó chỉ không không, không cột thứ ba không. Tức là nếu bạn mổ cái dạng này thì bạn không cần dùng kháng sinh ha. Nhưng mà trên thực tế thì do Việt Nam mình cái môi trường không có sạch, thành ra người ta xài kháng sinh luôn. Ở này bạn xem ha. Rồi, mình kết thúc bài học ở đây, thì qua ngày mai mình sẽ học qua cái nhóm beta lactam. Và cái bài thuốc ngừa thai hồi bữa mình còn sót lại, đúng không? Rồi các bạn nghỉ ở đây ha. Chào các bạn. Rồi.